Giờ chúng ta qua cái phần tiếp theo là protein trị liệu hay trị liệu bằng enzyme. Thì trị liệu bằng enzyme dùng khi nào? Dùng để thay thế các cái enzyme mà mất do các cái bệnh về di truyền, hoặc là thay thế cái enzyme bị mất do các cái bệnh mà mắc phải, được không? Hoặc là nó cung cấp một tác dụng sinh học đặc hiệu, mà ví dụ như là khi mà các bạn bị bỏng, cái vết bỏng đó hơn cái protein ở vết bỏng đó nó bị thối rữa, thì lúc đó người ta sẽ dùng enzyme protease để người ta loại bỏ các cái protein đó đi, thì lúc đó nó cung cấp một tác dụng sinh học đặc hiệu ha. Hoặc là người ta có thể là gì dùng hỗ trợ trong điều trị với các cái liệu pháp khác, hay là dùng trong giải độc máu hay là nhuộm mô. Ví dụ như trong máu của các bạn nó có các cái mỡ đông thì nó có thể dùng enzyme để loại bỏ của mỡ đông đó, được ha, để nó hoặc là trong mô có cái hoặc là trong cái lượng axit uric nó nhiều quá thì người ta có thể dùng để người ta loại bỏ bớt axit uric đi, thì nó để nó là cung cấp tác dụng giải độc. Còn để phối hợp ở trong điều trị, ví dụ như là khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh, ví dụ kháng sinh nó thuộc nhóm beta lactam thì chúng ta sử dụng quá liều rồi cơ thể bị sốc phản vệ với kháng sinh, thì lúc đó người ta có thể dùng enzyme enzyme lactamase để người ta phân hủy cái kháng sinh đó. Thì khi mà người ta phân hủy kháng sinh đi thì cái lượng kháng sinh ở trong cơ thể nó sẽ giảm xuống. Cái lượng kháng sinh nó giảm xuống thì nó không có tác dụng điều trị các cái triệu chứng mà gặp ra, nhưng mà nó sẽ giúp cho gì, cho cái việc mà điều trị nó dễ dàng hơn, như vậy nó là một giải pháp để hỗ trợ cho cái việc điều trị, được ha. Thì cái đó là để trị liệu bằng bằng enzyme, các cái hướng áp dụng của trị liệu bằng enzyme. Yêu cầu của enzyme dùng trong trị liệu thì enzyme được phải đạt yêu cầu gì? Thứ nhất thì nó phải đạt được vị trí tác động của chúng ở cơ thể hay mô, phải có điều kiện ở hoạt tính ở cái điều kiện môi trường nơi tác động, nghĩa là khi tới vào vị trí tác động của nó thì nó vẫn phải giữ được hoạt tính của nó, phải đủ bền để có được các cái thông số độ tan thỏa mãn được cái yêu cầu nếu dùng trong đường tim mắt hoặc tim dưới da. Nói chung thì tất cả các cái protein thì nó đều đưa cái phần mà thân nước của nó ra ngoài, cái phần kỵ nước của nó vào trong, nhưng mà đại loại là các phân tử protein thì kích thước của nó thường là kích thước của các phân tử protein này nó có thể là phân tử kích thước lớn, và cái độ tan của nó khi mà đi vào trong cơ thể thì độ tan của nó thấp, cho nên người ta yêu cầu rằng độ tan để thỏa mãn được các cái yêu cầu khi mà tiêm bắp hoặc tiêm dưới da. Nếu mà cái độ tan của nó thấp quá thì người ta phải gì, người ta phải tìm các cái chất để làm cải thiện cái độ tan của phân tử protein đó. Có độ tinh khiết độ cao, độ tinh khiết độ cao thì tùy theo đường dùng. Nếu mà các bạn dùng theo đường là đường miệng, là các bạn đi qua hệ tiêu hóa, thì cái độ tinh khiết của nó có thể là gì, nó có thể ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên nếu các bạn dùng đường tiêm thì nó phải đạt được cái độ tinh khiết đủ để khi mà đi vào trong cơ thể thì cái hệ miễn dịch nó sẽ không gì không chống lại các cái protein này, dẫn đến việc phân hủy các phân tử protein này. Có hiệu quả điều trị dựa trên hoạt tính của enzyme được dùng, được than đương nhiên rồi. Ví dụ như các bạn cung cấp enzyme có hoạt tính A thì khi vào trong cơ thể nó phải thể hiện được cái hoạt tính A của nó. Hiệu quả của liệu pháp phải được chứng minh, có nghĩa là hoạt tính của enzyme ngoài cái việc mà gì, ngoài cái việc chứng minh ở trên in vitro rồi trong ống nghiệm, thì hoạt tính của enzyme này phải được chứng minh ở trên in vivo, là ở trong gì, ở trong cái cơ thể khi mình sử dụng, an toàn đối với bệnh và chỉ định điều trị, dạng sử dụng thuận tiện. Như vậy cái dạng sử dụng enzyme nào cho thuận tiện nhất, sử dụng đường uống hay là sử dụng đường tiêm được ha, hay là bôi ngoài với lại các cái chế phẩm mà dùng dùng ngoài, thì cái dạng sử dụng của nó cần phải thuận tiện. Thì đối với lại các cái thuốc là protein thì các cái vấn đề gặp phải với thuốc protein là gì? Thứ nhất là các thuốc protein thì không ổn định. Chúng ta nói rằng các cái phân tử mà enzyme thì nó hoạt động tốt ở điều kiện nhiệt độ pH áp suất thông thường, được ha. Cái đó là chỉ cho gì, chỉ cho những cái phản ứng mà trong in vitro thì nó sẽ gì, nó sẽ thuận lợi ở cái điều kiện đó. Nhưng mà khi mà đưa vào trong cơ thể, chính vì gì, chính vì các phân tử protein này dễ bị tác động cho nên dẫn đến phân tử protein này không ổn định. Nhưng mà khi đưa vào trong cơ thể thì các phân tử protein này nó có thể bị tác động bởi cái gì? Nó có thể bị tác động bởi pH ở trong gì, ở trong đường ruột nếu các bạn sử dụng là đường đường uống,
hoặc là nó có thể tác động bởi các cái chất mà ức chế cái hoạt tính của cái phân tử enzyme này có ở trong máu. Nếu các bạn sử dụng gì, các bạn sử dụng đường tiêm và nó sẽ đi vào hệ tuần hoàn được ha, hoặc là gì, hoặc là nó không ổn định bởi thế oxy hóa khử, hoặc nó không ổn định bởi các cái enzyme protease, nó có thể phân hủy các phân tử protein này, dẫn đến là các phân tử protein này khi mà đi vào để hoạt động ở in vivo trong cơ thể thì các phân tử protein này nó không ổn định. Tiếp theo chúng ta có là sinh khả dụng của phân tử protein. Thì các cái phân tử enzyme và protein nói chung thì sinh khả dụng nó tác động thì nó tác động được ở vị trí nào? Thông thường thì các cái phân tử protein này nó chỉ có khả năng tác động ở trong phạm vi của hệ tuần hoàn nếu các bạn sử dụng đường tiêm, hoặc là gì, hoặc là nếu các bạn sử dụng uống thì nó tác động ở trong gì, ở trong hệ tiêu hóa, hay nói gì, hay nó có thể tiếp xúc được với lại các bề mặt niêm mạc được ha, thì lúc đó hoặc là các bạn dùng ngoài thì nó tiếp xúc ở đường ngoài thì đó là sinh khả dụng của phân tử protein. Hầu hết các phân tử protein thì nó đều không có đích tác động ở bên trong tế bào, bởi vì tính thấm tế bào của các phân tử protein là rất thấp. Chúng ta biết rằng là gì, cái màng tế bào là màng đôi phospholipid, và cái màng đôi phospholipid này muốn một phân tử mà đi được vào trong tế bào thì nó cần phải có gì, cần phải có kích thước nhỏ thì nó khuếch tán tự do vào trong tế bào được, hoặc là gì, hoặc các phân tử này phải là các phân tử mà nó thâm dầu thì nó mới gì, nó mới khả năng dung hợp với màng tế bào và chuyển qua màng tế bào được. Hoặc các bạn muốn chuyển vào trong tế bào thì chúng ta phải có cái cơ chế là khuếch tán gì, khuếch tán chủ động, có nghĩa là chúng ta cần phải có các cái kênh để chúng ta vận chuyển các phân tử protein này từ ngoài vào trong tế bào. Nếu các phân tử protein này có đích tác động bên trong tế bào, điều đó đồng nghĩa rằng các phân tử protein này thường nó được tạo ra trong tế bào, và nếu mà protein là nội bào thì nó sẽ không được xuất ra ngoài. Nó không được xuất ra ngoài cũng chính vì vậy mà nó không có con đường làm đi từ bên ngoài vào bên trong cả. Hay nói cách khác, tính thấm tế bào của các phân tử protein là rất thấp được ha, vì vậy mà các phân tử protein nó sẽ không có đích tác động ở bên trong tế bào. Muốn nó có đích tác động ở bên trong tế bào thì người ta phải đi cải thiện các phân tử protein này. Tiếp theo là tính chất gây miễn dịch. Các phân tử protein thì nó có các vị trí epitope ở trên bề mặt phân tử protein. Nếu các phân tử protein này không phải là các protein mà nó có nguồn gốc từ người thì chắc chắn nó sẽ gây kích thích hệ thống miễn dịch phản động. Và khi nó gây kích thích hệ thống miễn dịch phản động thì là các cái tế bào của hệ thống miễn dịch này nó sẽ được huy động và nó sẽ làm cho các phân tử protein này nó sẽ phá hủy các phân tử protein. Hoặc một số cái phân tử protein mà chúng ta sử dụng ví dụ như chúng ta sử dụng các phân tử protein mà đường chít là cái sử dụng ở trên muối thì lúc đó nó có thể gây ra các cái phản ứng dị ứng. Một trong những cái vấn đề mà khó khăn hơn của phân tử protein là cái vấn đề sản xuất các phân tử protein, vì đối với lại các quy trình sản xuất phân tử protein này hầu hết là các cái quy trình mà gì, các cái quy trình mà sinh học, cho nên là cái việc mà đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất các cái phân tử protein này hầu như là gì, hầu như là tại Việt Nam mình chưa có. Cho nên là gì, việc mà sản xuất ra các cái phân tử protein này đối với lại gì, đối với lại những cái nhà máy mà ta thiết lập những cái nhà máy mới thì sẽ đòi hỏi là đầu tư chi phí cho nó cũng khá lớn. Và đồng thời là với cái việc kiểm định phân tử protein thì hiện nay cái quy trình mà kiểm định các phân tử protein này ở Việt Nam thì nó gì, nó cũng chưa cụ thể. Hiện nay người ta chỉ kiểm định được một số cái phân tử protein, và hầu hết là kiểm định các phân tử protein này dựa trên hoạt tính của phân tử protein này trên in vitro, chưa có cái quy trình kiểm định các cái phân tử protein này và dựa trên cấu trúc phân tử protein. Ví dụ với một cái thuốc hóa dược, các bạn muốn kiểm định các cái phân tử này thì các bạn sẽ phải gì, các bạn sẽ phải kiểm xem phổi A của nó như thế nào, phổi NMR của các phân tử protein này nó như thế nào được ha, hoặc là gì, hoặc là các bạn kiểm tra xem là gì, xem là cái cấu trúc của các phân tử protein này nó có đúng không, cái nồng độ phân tử protein có đúng hay không, thì các bạn kiểm tra bằng cái sắc ký được ha, bằng HBOC để các bạn kiểm tra xem là gì, xem là cái nồng độ của cái phân tử ở trong đó nó có đúng hay không. Như vậy với các phân tử protein thì người ta sẽ phải kiểm tra cái gì, với phân tử protein người ta phải kiểm tra xem cấu trúc của phân tử protein này nó có đúng hay không, bằng cách người ta sẽ phân tích cấu trúc đầu N hoặc là cấu trúc của đầu đầu C được ha, xem là các phân tử protein này khi mà tạo thành thì nó có bị dôi dư axit amin hay không, hay là nói gì, trong quá trình mà chúng ta làm nó có bị cắt đứt một số axit amin ở đầu mạch hay không.
Cái thứ hai là người ta phải kiểm định là gì? Là người ta phải kiểm xem phân tử protein này có đúng kích thước hay không, và có đúng cái trình tự sắp xếp của các axit amin hay không. Có đúng kích thước hay không thì đơn giản, người ta sẽ chạy SDS, chạy điện diin cho bonecyramide SDS bay ha, để người ta kiểm tra xem là cái phân tử protein này có đúng kích thước hay không. Và ngay cả khi cái phân tử protein này nó có đúng kích thước, nó có đúng gì, nó có đúng cái trình tự phân tử protein, thì nếu phân tử protein này gấp cuộn mà không đúng thì nó cũng không thể hiện đúng hoạt tính của nó được ha. Thì lúc đó người ta sẽ phải kiểm tra xem là gì, xem là các cái vị trí epitope ở trên phân tử protein này nó có gì, nó có đúng và nó có thỏa mãn hay không, thì người ta sẽ kiểm tra bằng Western blot. Nói chung là gì, trong kiểm định phân tử protein và các cái phương pháp kiểm định phân tử protein thì hầu hết là nó phức tạp hơn so với lại các cái phương pháp kiểm định các cái thuốc hóa dược khác. Và các cái quy định về kiểm định ở Việt Nam hiện nay thì nó cũng chưa gì, chưa rõ ràng với các phân tử protein, thì đó chính là khó khăn trong việc mà gì, trong việc sản xuất cũng như kiểm định các phân tử protein. Như vậy nếu mà chúng ta nói là cái thuốc mà sản xuất là protein thì nó gặp phải quá nhiều bất lợi, nó gặp phải quá nhiều vấn đề như vậy, thì lợi thế của cái việc mà sản xuất các thuốc ở protein là gì? Thứ nhất là nói gì, nó ít tác dụng phụ hơn, được ha, thuốc protein là ít tác dụng phụ. Nếu mà gì, nếu mà nó ít tác dụng phụ thì rõ ràng là gì, cái thời gian để các bạn gì, để các bạn nghiên cứu ra một cái sản phẩm protein mới thì nó gì, nó nhanh hơn. Và bởi vì các phân tử protein nó điều trị những cái bệnh mà gì, mà thực tế là các cái thuốc hóa dược khác bây giờ nó không có khả năng điều trị nữa. Ví dụ như là bây giờ các cái bệnh liên quan đến tồn trữ thể lý giải thì phải tìm cách nào đó phân hủy cái thể lý giải này, và cái thể lý giải này nó gì, nó chỉ có thể phân hủy bởi các phân tử enzyme, thì lúc đó thì chỉ có phân tử enzyme nó tác động được thôi. Cho nên hầu hết các cái sản phẩm là thuốc protein thì khi các bạn nộp đơn xin cấp phép thì tỷ lệ thành công xin cấp phép nó cao hơn so với lại gì, so với lại các cái thuốc hóa dược. Thì người ta thống kê rằng là từ năm 1980 năm 2002 thì có 33 thuốc protein nó được cấp phép. Tuy nhiên từ năm 2002 đến 2015, cái số nó bị sai chút nha bạn, 2002 đến 2015 thì có 91 phân tử protein nó được gì, nó được cấp phép ha. Thì thấy rằng là cái tỷ lệ cấp phép của các cái phân tử mà gì là protein, bản chất là protein enzyme thì nó cao hơn. Ở đây có một cái biểu đồ về các cái thuốc protein được cấp phép theo cái một cái bài báo, một cái review bài báo vào năm 2015. Hiện nay thì tôi chưa tìm thấy cái bài review bài báo này mới. Thường người ta sẽ tổng kết thế này, thì người ta sẽ tổng kết sau 5 năm, 10 năm thì người ta sẽ tổng kết một lần ha. Rồi thì chúng ta sẽ thấy là với lại các cái gì, các cái thuốc mà gì, các cái thuốc mà nó là bản chất là chất xúc tác, bản chất là sinh học, thì cái xu hướng mà nó được cấp phép từ năm 2006 trở lại đây thì nói gì, nó cao hơn các cái thuốc mà không có gì, không có nguồn gốc là nguồn gốc từ sinh học. Trong các thuốc mà có nguồn gốc từ sinh học đó, người ta chia ra làm bốn loại chính, trong đó là gì, sorry, người ta chia ra làm ba loại chính. Ở trong đó nó sẽ có gì, nó sẽ có là các cái thuốc, là các cái receptor mà được biến đổi, các cái phân tử enzyme và các cái kháng thể đơn dòng, đâu rất là tổng hợp chung thôi các bạn ha. Thì chúng ta thấy rằng là gì, xu hướng là các cái thuốc này của các thuốc nguồn gốc sinh học, trong đó có các phân tử enzyme thì ngày càng gì, ngày càng được cấp phép nhiều hơn. Rồi, chúng ta sẽ xem là gì, các cái thách thức của các cái phân tử protein này. Thứ nhất là các cái thách thức để cải thiện tính ổn định của cái phân tử protein. Thì là bởi vì phân tử protein không ổn định, cho nên người ta phải cải thiện các cái tính ổn định của phân tử protein. Thứ nhất là chúng ta phải gì, là người ta sẽ thường, cái cách mà thường dùng nhất là người ta BOC hóa các phân tử protein. BOC hóa có nghĩa là gắn các phân tử protein này với BOC. BOC nó là một cái chất đẳng điện ưa nước và ít hoạt động. Vì vậy khi mà các bạn bao các cái phân tử protein này bằng BOC thì lúc đó các cái phân tử protein này, bởi vì nó ưa nước và nó bao xung quanh các phân tử protein, cho nên nó sẽ cải thiện tính tan của phân tử protein, nó sẽ làm cho các phân tử protein này nó tan tốt hơn, được ha. Và đồng thời vì nó bao xung quanh các phân tử protein này cho nên là tăng kích thước của phân tử protein. Kích thước của phân tử protein mà nó tăng lên
Thì có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là cái phân tử protein này nó sẽ gì, cái việc mà đào thải ra ngoài sẽ khó khăn hơn. Vì vậy là thời gian tồn tại phân tử protein này trong tế bào, trong cơ thể nó sẽ nhiều hơn. Và nếu thời gian tồn tại mà nó nhiều hơn thì cái tác động của nó sẽ tốt hơn, phải không? Cái thứ ba là gì? Là vì các cái BOG này nó bao xung quanh các phân bao xung quanh cái bề mặt của phân tử protein thì dẫn đến là gì? Dẫn đến là các cái vị trí nhận diện của enzyme protease và các cái vị trí epitope ở trên phân tử protein này nó bị gì? Nó bị che chắn lại. Vì vậy mà gì? Vì vậy mà nó sẽ làm cho cái phân tử protein này nó gì? Nó ổn định hơn với lại các enzyme protease và nó khó nhận diện hơn bởi hệ thống miễn dịch, hay nó ít gây kích thích miễn dịch hơn. Thì đó là cái cách mà cải thiện tính ổn định protein mà hiện nay người ta đang dùng nhiều nhất. Thì các bạn sẽ thấy hầu hết các cái sản phẩm protein mà nó được sử dụng ở trên thị trường, các enzyme mà nó trị liệu mà nó sử dụng thị trường thì nó sẽ được bao bằng cách là gì, bảo vệ bằng cách là BOG hóa. Hoặc là cách thứ hai là người ta có thể dùng các cái bao bảo vệ. Bao bảo vệ thì người ta có thể dùng các cái bao liposome. Khi người ta dùng các cái bao liposome thì các cái bao này nó sẽ bao ngoài các cái phân tử protein, và khi mà tới vị trí tác động của nó thì các cái bao liposome này sẽ phân hủy và phóng thích cái phân tử protein ra ngoài. Cách thứ ba người ta có thể sử dụng là người ta cải tiến các cái phân tử protein này bằng cách là người ta thay đổi cái cấu trúc của cái phân tử protein. Ví dụ như nếu nó có điểm nhận diện của gì, của phân tử protease thì người ta sẽ gì, người ta sẽ đi người ta loại bỏ cái điểm nhận diện đó. Vì vậy mà gì, vì vậy mà phân tử protein này nó sẽ bền hơn. Thì đó là cái cách mà người ta cải thiện ổn định, người ta có thể BOG hóa nó, người ta có thể bao bảo vệ nó, hoặc là người ta có thể cải tiến cái phân tử của phân tử protein này ha. Rồi, tiếp theo là cái thách thức tiếp theo là giảm tính gây miễn dịch. Giảm tính gây miễn dịch thì như tôi nói với các bạn là trên bề mặt của phân tử protein. Thì trên bề mặt của phân tử protein nó sẽ có gì? Nó sẽ có là các cái vị trí mà epitope. Thì bây giờ bằng cách là người ta sẽ giảm cái tính miễn dịch bằng cách là người ta thay đổi các cái vị trí epitope này. Khi người ta thay đổi các cái vị trí epitope này thì dẫn đến là các phân tử protein này nó không được nhận diện nữa. Tuy nhiên, cái việc mà thay đổi các vị trí epitope ở trên bề mặt phân tử protein thì cần phải rất là lưu ý, bởi vì khi mà các bạn thay đổi vị trí epitope thì nó có thể gì, nó có thể ảnh hưởng tới hoạt tính của phân tử protein. Nếu cái vị trí đó nó gần cái trung tâm hoạt động phân tử protein thì nó có thể ảnh hưởng ít nhiều tới cái hoạt tính của phân tử protein. Một cái cách nữa để người ta tăng cái hiệu quả hoạt động phân tử protein là người ta định hướng đặc hiệu bằng cách là người ta gắn lên bề mặt phân tử protein những cái phân tử mà có tính chất định hướng. Thì các phân tử định hướng này sẽ định hướng protein vào cái vị trí và tác động của nó, vì vậy mà tác động cái tác dụng của phân tử protein nó sẽ tăng lên. Một trong những cái thách thức mà người ta cần phải giải quyết với lại các phân tử protein là cải thiện khả năng xuyên màng tế bào của phân tử protein. Nếu người ta cải thiện được cái khả năng xuyên màng tế bào phân tử protein thì lúc này cái phân tử protein nó không chỉ có gì, có cái đích tác động ngoài tế bào mà nó có thể gì, nó có thể đích tác động ở bên trong tế bào của phân tử protein được. Rồi, như vậy cải thiện khả năng xuyên màng thì người ta có thể làm gì để cải thiện khả năng xuyên màng? Người ta có thể sử dụng các cái vật liệu nano để cải thiện khả năng xuyên màng của phân tử protein, được không? Các cái vật liệu nano này thì bởi vì nó có kích thước nhỏ cho nên là gì, các cái đặc tính của vật liệu nano thì thường nó sẽ gì, nó sẽ có những đặc tính ưu việt hơn so với lại các cái phân tử khác. Và khi các vật liệu nano này nó bao xung quanh các cái phân tử, bao xung quanh các phân tử protein này, nó bao nó gắn với lại các vật liệu nano, thì bởi vì cái đặc tính của vật liệu nano sẽ giúp cho các phân tử protein này nó có thể gì, nó có thể xuyên màng được. Trong cái ví dụ ở trên là các bạn sẽ thấy là người ta sẽ có một cái vật liệu. Trên cái vật liệu đó người ta sẽ đính các cái hạt nano vàng với kích thước chỉ khoảng 2 nanomet. Sau đó người ta gắn các cái protein trị liệu lên trên đó. Và gì, và sau khi có protein trị liệu nó gắn với nano vàng thì nó có thể gì, nó có thể vận chuyển xuyên màng được ha. Còn là cách thứ hai, người ta có thể dùng các cái lipid mà dạng sinh học mà dạng khử. Các cái lipid sinh học dạng khử này thường là các cái phân tử mà nó tích điện dương. Khi nó tích điện dương thì nó có thể liên kết với lại các phân tử DNA hoặc là các phân tử RNA hoặc các phân tử protein tích điện âm, và nó bao xung quanh các phân tử như vậy. Khi nó đi qua cái màng tế bào thì nó sẽ có khả năng dung hợp với màng tế bào.
Và khi nó đi vào trong tế bào thì các cái lipid, phân tử lipid này sẽ bị phân hủy và dẫn đến là phóng thích các phân tử DNA, RNA ra ngoài. Và cái cách này là cái cách mà người ta thường hay làm nhất với lại các cái phân tử mà tích điện âm như DNA, RNA hay là protein. Và các bạn sẽ thấy là cái vaccine để phòng COVID-19 mà nhận mRNA thì nó cũng làm như kiểu này ha. Nó sẽ liên kết với lại các cái nano particle lipid mà dạng cation thì nó sẽ bao xung quanh các phân tử mRNA đó và sẽ giúp bảo vệ các phân tử mRNA. Một cái phương pháp nữa mà người ta sử dụng là người ta có thể sử dụng các cái phân tử là peptide. Peptide là các cái peptide mà nó gắn với lại các cái đoạn peptide ngắn mà dạng thẳng. Khi mà nó gắn với lại các cái peptide ngắn như vậy thì nó làm cho cái cấu trúc peptide thì đang làm dạng thẳng thì cái peptide ghim vào thì nó giống như là các peptide dạng vòng. Và khi nó là các cái peptide dạng vòng như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta sẽ thấy là bởi vì cái peptide ghim nó có khả năng nghề xuyên màng cho nên nó sẽ giúp cải thiện khả năng xuyên màng của phân tử protein. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai các peptide ghim thì thường nó sẽ giúp định hướng đặc hiệu tới cái tế bào mà chúng gì mà chúng ta cần tác động. Cái thứ ba là vì cái peptide ghim này khi mà nó gì khi mà nó chuyển cái phân tử protein thành cái dạng giống như dạng vòng thì nó sẽ không bị cắt bởi cái enzyme protease, vì vậy nó trở nên gì nó trở nên bền hơn được ha. Thì cái đó là các cái tính chất của peptide ghim. Cuối cùng để cải thiện cái khả năng xuyên màng thì cái cách mà hiện nay người ta hy vọng rằng là nó sẽ có hiệu quả thì cái cách mà có hiệu quả nhất là người ta sử dụng các peptide xâm nhập tế bào. Các cái peptide xâm nhập tế bào này là những cái peptide ngắn, nó có kích thước khoảng thường thì khoảng từ 20 cho đến 40 axit amin. Và các cái peptide này là các cái peptide mà nó bắt chước cái cấu trúc của các cái phân tử virus. Thì khi các virus mà nó xâm nhập vào trong tế bào thì nó vẫn phải dung hợp với lại màng tế bào thì nó mới đi vào trong tế bào được ha. Như vậy người ta lấy những cái cấu trúc mà của virus mà nó có khả năng xuyên màng để người ta dung hợp nó với lại các phân tử protein trị liệu. Như vậy khi mà các phân tử protein trị liệu sử dụng thì nó có khả năng gì? Nó có khả năng xuyên màng tế bào được. Thì đây là cái cách mà khả dĩ nhất mà người ta đang muốn áp dụng để cải thiện khả năng xuyên màng của các phân tử protein. Được ha? Như vậy tôi trình bày cho các bạn ba cách giúp có khả năng cải thiện khả năng xuyên màng của các phân tử protein. Thứ nhất là các bạn sử dụng các vật liệu nano được ha. Các vật liệu nano đó thì có thể là các vật liệu nano trơ giống như là vàng, hoặc là các bạn sử dụng các vật liệu nano đó nó là các cái phân tử lipid sinh học dạng nhận phở và thường là tích điện dương ha. Hoặc các bạn có thể sử dụng các peptide ghim, hoặc là các bạn có thể sử dụng các cái protein mà xâm nhập vào tế bào và các bạn dung hợp các protein này với lại cái protein trị liệu của các bạn thì như vậy thì lúc này nó sẽ có khả năng gì nó khả năng xâm nhập vào trong tế bào. Trong các cái protein mà để gì xâm nhập vào tế bào thì cái protein mà sử dụng nhiều nhất là tác protein. Tác protein này nó có khoảng 13 axit amin và nó thường thì nó nguồn gốc từ cái virus HIV loại loại 1 được ha, và cái khả năng xuyên màng của nó thì khá tốt. Như vậy muốn mà sản xuất được enzyme sử dụng ở trong trị liệu thì người ta phải có nguồn enzyme. Nguồn enzyme thì là nguồn enzyme nó có thể đi từ gì? Đi từ chiết xuất, hoặc nó có thể đi từ nguồn enzyme từ tái tổ hợp. Nếu mà từ chiết xuất, nếu mà nguồn gốc không phải là người, từ vi khuẩn, từ nấm, từ động vật, từ thực vật thì nó có thể gây đáp ứng miễn dịch và thường thì nó chỉ dùng ngoài thôi. Còn nếu mà nó không có từ người thì người ta chiết enzyme từ đâu ha? Từ người thì người ta có thể chiết enzyme từ nhau thai này, từ nước tiểu này, hoặc là ta có thể chiết từ máu. Từ máu thì người ta sẽ chiết các cái yếu tố đông máu. Thì nếu mà với cái nguồn mà tôi vừa kể với các bạn thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, rõ ràng là nhau thai, nước tiểu hay máu thì nó gì nó sẽ rất là có giới hạn. Vì vậy mà nếu mà chiết xuất từ người thì công suất nó giới hạn và nguồn nguyên liệu này nó bị hạn chế. Và nếu người này nhiễm virus thì các cái phân tử enzyme, các phân tử protein đó thì nó cũng có thể gì nó cũng có thể lây cái mầm bệnh kèm theo. Như vậy nó có thể nhiễm virus và các cái yếu tố gây bệnh khác từ người. Cái cách thứ hai là không phải chiết xuất thì người ta sử dụng nguồn tái tổ hợp. Thì người ta sẽ sử dụng gen của người ta tái tổ hợp trong các tế bào khác. Như vậy lúc này nó sẽ có thể cải thiện được hoạt tính và cải thiện được các đặc điểm của nó thông qua cải tiến cái trình tự của cái phân tử enzyme, cái phân tử protein ha. Như vậy tái tổ hợp thì người ta có thể sử dụng gì, người ta có thể tạo các enzyme của người ở trong vi sinh vật được. Như vậy đối với hệ thống sản xuất
Thì là tùy vào việc gì, tùy vào việc mà chúng ta có cái enzyme nó là gì, nó có cái biến đổi hoặc gì mà hay không, mà chúng ta sẽ lựa chọn cái hệ thống sản xuất thích hợp. Chúng ta có thể nuôi cái tế bào người và động vật thì chất lượng tốt, nhưng mà năng suất của nó thì nó sẽ gì, nó sẽ giới hạn, bởi vì cái tốc độ phát triển của tế bào người và tế bào động vật thì nó chậm hơn rất nhiều so với lại tốc độ phát triển của vi sinh vật ha. Và nó có khả năng là nó nhiễm virus. Đối với lại nấm men thì nó có thể thực hiện một số biến đổi hậu dịch mã, thì nó có thể thực hiện một số cái biến đổi hậu dịch mã mà đơn giản thì nấm men nó có thể thực hiện được. Như vậy những enzyme nào mà nó có biến đổi hậu dịch mã đơn giản thì chúng ta có thể sản xuất ở trong nấm men, hoặc các protein cũng tự như vậy. Nếu mà chúng ta có vi khuẩn thì năng suất nó tạo ra rất cao. Ví dụ vi khuẩn các bạn từ khoảng 6 đến 8 giờ là các bạn có thể tạo ra cái protein mà chúng ta cần rồi. Tuy nhiên ở vi khuẩn thì nó không có biến đổi hậu dịch mã được ha. Vì vậy nếu những cái enzyme nào mà cần biến đổi hậu dịch mã thì chúng ta sẽ không sử dụng cái hệ thống của vi khuẩn được. Hoặc chúng ta có thể sử dụng các sinh vật chuyển gen được ha, để chúng ta thực hiện cái việc là gì, cái việc là tạo ra các cái phân tử, các phân tử enzyme này. Hoặc chúng ta sử dụng được hốc gen, có nghĩa là cái gen nào mà nó mã hóa cái enzyme nó bị hư hỏng thì bây giờ chúng ta sử dụng cái enzyme đó, chúng ta sử dụng cái liệu pháp gen thì chúng ta đưa cái đoạn gen mã hóa cho cái enzyme đó vào, như vậy chúng ta không cần phải cung cấp enzyme nữa. Ứng dụng của enzyme trị liệu, ứng dụng của enzyme trị liệu dùng để làm gì? Ứng dụng của enzyme trị liệu thì nó có thể dùng để điều trị các cái bệnh mà liên quan tới cái gen. Các cái bệnh liên quan đến gen này hầu hết là gì? Do cái gen khiếm khuyết nó dẫn đến tồn trữ thể đi giải, ví dụ như Gaucher, ví dụ như là Fabry hay là POM, thì là tất cả các bệnh này hầu hết là đều liên quan đến tồn trữ thể lý giải ha. Hoặc là các cái bệnh liên quan tới các cái khối mà gì, các cái khối máu đông thì người ta có thể gì, người ta có thể dùng enzyme để phân hủy các khối máu đông. Hoặc là các cái bệnh nhiễm, ví dụ như chúng ta nhiễm nấm, chúng ta nhiễm vi khuẩn hay chúng ta nhiễm protozoa thì chúng ta có thể sử dụng cái enzyme để điều trị các bệnh nhiễm. Các cái enzyme này sẽ giúp gì, giúp phá hủy các cái tế bào vi khuẩn và phá hủy các cái tế bào nấm, vì vậy nó sẽ không có tác động được nữa. Hoặc chúng ta có thể sử dụng cái enzyme để điều trị các cái bệnh mà liên quan tới gì, liên quan tới ung thư được ha, thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái enzyme để trong điều trị. Thì đó là các cái ứng dụng của enzyme trong trị liệu. Thì bây giờ tôi sẽ đi qua một số cái ví dụ của enzyme ứng dụng trong trị liệu. Ví dụ như là gì, với lại các cái enzyme mà các cái liệu pháp enzyme thay thế, nghĩa là cơ thể không có khả năng tạo ra cái enzyme đó nữa, thì là chúng ta sẽ sử dụng cái enzyme để thay thế. Thì các cái enzyme sử dụng đường tim, ví dụ như adenosine. Adenosine thì nó là enzyme adenosine deaminase. Thì adenosine deaminase thì nó dùng để điều trị suy giảm miễn dịch thể nặng là SCID. Thì khi mà gì, khi mà trong cơ thể nó có adenosine mà nó dư thừa trong máu thì nó sẽ dẫn đến là gì, nó sẽ dẫn đến là tích lũy adenosine và nó sẽ dẫn đến là suy giảm miễn dịch thể nặng. Vì vậy lúc đó thì người ta sẽ gì, người ta sẽ đi, người ta cung cấp enzyme adenosine deaminase vào trong đó để nó gì, để nó loại adenosine dư thừa đi. Và để tăng cái hiệu quả tác động của enzyme thì người ta sẽ đi BCAA hóa nó. Khi người ta BCAA hóa nó thì nó tăng thời gian bán thải từ 1 ngày lên đến 6 ngày, và nó tăng cái khả năng tác động của cái phân tử enzyme này lên 4 lần. Thứ hai là cerebrase. Cerebrase thì nó có các cái, nó có hiện nay nó có tới 4 cái loại chế phẩm khác nhau. Thì nó dùng để điều trị bệnh Gaucher, là một cái bệnh liên quan đến tồn trữ thể lý giải cho thiếu cái enzyme là glucocerebrosidase được không? Hoặc là cái bệnh cái một cái chế phẩm khác là myozyme. Myozyme thì nó điều trị bệnh Bones, là cái bệnh mà do gì, rối loạn do tích lũy glycogen loại 2 được không? Do thiếu cái enzyme là alpha glucosidase, thì là nếu mà nó tích lũy glycogen loại 2 thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ cơ. Hoặc nếu mà liệu pháp enzyme thay thế mà các enzyme sử dụng đường uống thì chúng ta thấy là ví dụ như là các enzyme tuyến tụy, nếu chúng ta thiếu các cái enzyme từ tuyến tụy tiết ra, thiếu các cái enzyme amylase, protease hay là lipase thì là nó sẽ làm cho cái quá trình mà tiêu hóa chúng ta sẽ gặp gặp khó khăn hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ cung cấp thêm các enzyme tuyến tụy. Hay là những người mà người ta điều trị phenylketonuria liệu thì lúc đó người ta sẽ cung cấp một cái enzyme là aromatase aminase vào được ha. Thì lúc này nó sẽ gì, nó sẽ có cái enzyme cần thiết để chuyển hóa phenylalanine thành thành tyrosine.
Thì đối với lại các liệu pháp mà enzyme thay thế thì các bạn có thể lên Rushbank các bạn xem ha, thì là trên đó nó sẽ có gì, nó có các cái enzyme mà có thể sử dụng trong trong trị liệu, là các cái liệu pháp mà enzyme thay thế ở trên đó. Tiếp theo là các cái liệu pháp enzyme dựa vào cái đặc tính xúc tác của nó. Thì dựa vào đặc tính xúc tác của nó, thường là các cái enzyme này nó có thể dùng ngoài hoặc là nó cung cấp một cái tác dụng sinh học đặc hiệu ở đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta có là các enzyme thủy phân protein, thì như đầu tiên tôi nói thì nó có tác dụng trong chùa rửa các cái vết bỏng được ha, thì thường người ta sử dụng các enzyme protea. Nhưng mà bởi vì cái đường dùng ngoài cho người ta chưa quan tâm tới cái tính mà về cái độ tinh khiết của enzyme, vì vậy mà nếu mà người ta muốn sử dụng thì người ta phải cải thiện cái độ tinh khiết của các phân tử enzyme này. Hoặc là các cái chế phẩm gel bôi chứa cái enzyme chiết xuất từ dứa, là cái bromelain là cũng là một cái enzyme protea, thì nó đang được thử nghiệm trong điều trị các cái bệnh bỏng nặng và bỏng vừa. Hoặc là chúng ta có là gì, các cái enzyme thủy phân protein thì nó có nguồn gốc từ vitrio, thì nó dùng để loại bỏ các protein bị biến tính của da do bị bỏng, thì nó cũng đang được thử nghiệm. Hoặc là chúng ta có là các cái enzyme như là hyaluronida thì nó sẽ có tác dụng trong điều trị các cái tổn thương cuộc sống và giúp phục hồi cái cuộc sống bị tổn thương bằng cách loại bỏ cái các cái chondroitin sulfat mà có ở trong gì, có ở trong cuộc sống. Hoặc là gì, hoặc là nó có thể điều trị các bệnh nhiễm. Ví dụ nếu mà chúng ta nhiễm vi khuẩn thì chúng ta có thể sử dụng các cái viên ngậm và có lysozyme ở trong đó. Thì lysozyme nó sẽ phá hủy cái lớp peptidoglycan ở trên cái thành tế bào của vi khuẩn, và dẫn đến là gì, và dẫn đến là cái vi khuẩn này nó sẽ gì, nó sẽ không có hoạt động được nữa. Hoặc là nếu mà chúng ta muốn điều trị các cái vi nấm thì chúng ta có thể sử dụng enzyme chitinase. Thì chitinase nó sẽ phân hủy phân chitin. Chitin thì nó có ở trong những cái hạt nấm men, mà sau khi nó nảy mầm thì cái vị trí mà nó nảy mầm nó sẽ tạo thành lớp chitin. Vì vậy các bạn dùng chitina thì các bạn có thể ức chế được cái sự phát triển của nấm. Hoặc là chúng ta có thể điều trị ung thư. Ví dụ như là chúng ta có là gì, chúng ta có arginine desamina thì nó sẽ giúp phân hủy arginine, nó sẽ giúp là có thể ức chế các cái u hắc tố ở người và u các tế bào gan. Hoặc là nếu các bạn dùng asparagina được BRG hóa nó thì nó sẽ có hiệu quả trong điều trị các cái trẻ em ung thư nguyên bào nên cung cấp so với lại gì, so với enzyme nguyên thủy từ vi sinh vật. Hoặc là chúng ta có các cái liệu pháp enzyme mà gì, mà các cái liệu pháp thuốc mà tiền enzyme thì nó giúp gì, giúp định hướng các cái enzyme tới vị trí tác động của nó. Hoặc là một số cái liệu pháp mà đi kèm theo, ví dụ như trong cái hóa trị để điều trị ung thư được ha, là cái gì, khi mà có hóa trị để các bạn điều trị ung thư thì thường là axit uric ở trong máu nó sẽ cao, thì người ta sẽ sử dụng cái enzyme là urat oxida này nó sẽ phân hủy các cái dạng axit uric mà kém tan, thì nó sẽ làm giảm cái nồng độ axit uric ở trong máu khi mà người ta hóa trị. Thì đó là các cái liệu pháp mà liên quan đến enzyme. Thì nó gồm có gì, gồm có liệu pháp mà cung cấp enzyme thay thế, hay là có các liệu pháp enzyme để cung cấp tác dụng sinh học đặc hiệu được ha. Rồi tiếp theo chúng ta có là sản xuất các nguyên liệu hóa dược bằng enzyme. Thì cái phần này nó ngắn thôi ha. Thì chúng ta có, nếu mà có cái thuốc lối quang thì nó sẽ có cái cấu trúc không gian, mỗi cái phân tử thì nó có cấu trúc không gian nó đặc hiệu của nó. Như vậy chỉ có một trong hai dạng đồng phân mà nó có hoạt tính thôi, thì cái dạng đồng phân nào nó có gì, nó có cấu trúc không gian mà thích hợp với lại cái cụ thể sinh học thì lúc đó nó sẽ hoạt động được. Được ha, một dạng đồng phân người ta gọi là automer, là cái dạng đồng phân là có hoạt tính và có hiệu quả cao hơn so với cái dạng đồng phân còn lại. Người ta gọi là distomer thì nó có hoạt tính ít hơn, và đôi khi cái dạng đồng phân còn lại thì nó gì, nó có thể độc và nó gây tác dụng phụ. Ví dụ như là chúng ta có gì, chúng ta có là ethambutol thì nó có là tác dụng ở trong điều trị lao nếu mà nó là đồng phân dạng S. Nhưng mà nếu là đồng phân dạng RR của ethambutol thì nó có thể gì, nó có thể gây mù. Thì lúc đó khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ có thể sử dụng đồng phân quang học dạng S thôi, được không? Cả hai dạng đồng phân có hoạt tính, cả hai dạng đồng phân có hoạt tính như nhau. Tuy nhiên là gì,
Tuy nhiên ít cái hợp chất mà nó thuộc nó thuộc nhóm này hay là chưa có minh chứng cụ thể. Như vậy là gì, đối với lại cái thuốc đối quang thì nó có thể có các cái dạng đường phân mà cả hai dạng đường phân của nó hoạt tính như nhau. Tuy nhiên là cái số lượng mà các dạng đường phân nó hoạt tính như nhau thì rất là ít được ha. Một số dạng đường phân thì khi đi vào trong cơ thể thì nó gì, nó có thể gì, nó có thể chuyển hóa. Cho nó cái dạng đồng phân mà nó không có hoạt tính thì nó có thể chuyển thành cái dạng đồng phân nó có hoạt tính, nhưng mà chỉ có số ít thôi. Phần lớn thì chỉ có một dạng trong hai cái dạng đồng phân thì nó có hoạt tính thôi. Và nếu như mà gì, nếu như chúng ta có cái hỗn hợp và hỗn hợp racemic thì chúng ta sẽ cần phải chuyển nó thành cái thuốc tinh khiết về mặt phân học, thì lúc này cái tác động của nó sẽ tốt hơn. Và từ cái thuốc racemic này, khi mà chúng ta chuyển về dạng tinh khiết phân học thì chúng ta sẽ thu được một cái bản quyền, gọi là bản quyền đồng phân, được ha. Là cái cách mà chúng ta chuyển như thế nào thì chúng ta sẽ có cái bản quyền đồng phân. Và cái bản quyền đồng phân thì thường các thuốc mà liên quan đến bản quyền đồng phân này thì gì, thì cái hiệu quả của nó sẽ cao hơn, bởi vì cái liều dùng của nó sẽ giảm xuống và cái tác dụng phụ của nó giảm đi. Thì đối với lại các cái thuốc đối quang thì ở đây là cái ví dụ cho cái việc hồi nãy tôi nói thôi. Ví dụ như là đối với lại các cái thuốc atome thì nó sẽ gì, nó sẽ hoạt tính. Còn đối với lại các dạng mà discome thì nó sẽ có hàng loạt các cái gì, hàng loạt các tác dụng phụ được ha, so với lại các cái dạng là atome. Rồi, các cái thuốc tinh khiết về mà mặt quang học thì người ta gọi nó, các cái thuốc tinh khiết mặt quang học này nó có thể tạo ra từ các dạng racemic. Thì các cái phương pháp mà chuyển thuốc dạng racemic thành thuốc tinh khiết về mặt quang học thì người ta có thể chuyển hóa bất đối xứng, sử dụng các cái chất xúc tác là các cái chất đối quang. Và khi mà người ta sử dụng các cái chất đối quang thì lưu ý rằng là cái giải pháp này thường thì cái giá thành của nó cao hơn, được ha. Hoặc là người ta có thể sử dụng các cái enzyme có khả năng nhận ra một trong hai cái dạng đồng phân trong racemic. Cái bước này nó có thể áp dụng ở trong dược phẩm hoặc là tiền chất. Cái quá trình này nó có thể gì, thực hiện bởi các enzyme ngoại bào hoặc là bởi tế bào vi sinh vật. Và từ cái việc mà gì chuyển bằng các cái chất mà gì, bằng các cái chất xúc tác là cái chất đối quang hay là các xúc tác là enzyme, thì từ hỗn racemic chúng ta chuyển về tinh khiết mặt quang học thì chúng ta sẽ thu được cái bản quyền về dạng đồng phân, được ha. Thì đối với các cái thuốc đối quang thì chúng ta thấy là gì, hầu hết tất cả các cái thuốc thì các cái đồng phân quang học dạng S nó đều có hoạt tính cao hơn so với đồng phân quang học dạng dạng R. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là gì, với lại ibuprofen thì ibuprofen dạng S nó sẽ có hoạt tính cao hơn dạng R tới 80 lần đồng phân quang học R. Như vậy nếu chúng ta sử dụng ibuprofen dạng S thì rõ ràng là cái liều sử dụng của chúng ta sẽ giảm đi một nửa, đúng không? Được không? Và tác dụng của nó sẽ gì? Tác dụng của nó sẽ tốt hơn. Thì ở đây là một cái thống kê cho thấy rằng gì, đối với lại các cái thuốc đối quang mà nó có là cái nguồn gốc từ tự nhiên và bán hỗn hợp thì người ta thấy rằng là gì, là trong đó là cái số mà cái thuốc đối quang mà nó có carbon bất đối thì nó là 145 chất, được ha, trong 147 chất. Và trong đó thì chỉ có 8 chất là dạng racemic thôi, còn lại 119 chất nó là dạng một đồng phân. Còn với lại các thuốc tổng hợp thì cái tỷ lệ này nó khoảng là 50-50, được ha. Và trong các cái carbon, trong các cái thuốc mà có carbon bất đối đó thì chế phẩm dạng một đồng phân thì nó là gì, nó là 110, và chế phẩm dạng racemic thì nó là 140. Như vậy là chúng ta có gì, với lại các cái thuốc mà tổng hợp thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta gì, chúng ta có được bản quyền đồng phân khi mà chúng ta chuyển từ dạng racemic sang cái dạng mà gì, sang cái dạng mà chế phẩm một đồng phân. Thì ở đây khi mà người ta chuyển với lại các cái enzyme thì người ta sẽ phân theo nhóm enzyme, được không? Thì thường thì nó sẽ có 6 cái nhóm enzyme. Thứ nhất là oxidoreductase thì nó sẽ thực hiện các phản ứng oxy hóa khử. Nên enzyme tempera thì nó sẽ thực hiện các cái gì, các cái việc chuyển nhóm chức, như là nhóm chức halogen, các cái nhóm là anhip, hay nhóm keto, hay nhóm acin, hay là glycosin. Còn là các cái nhóm thuộc nhóm hydrolase là cái nhóm thủy giải, được ha, thì nó sẽ thủy phân hay ngưng tụ các ester glycomic, nitrin, amic hay là halogen, hoặc là gì, hoặc là nó có thể là phân tạo ra các phản ứng niaz, là các phản ứng lên, hoặc là loại bỏ các cái nhóm đi, và
hoặc nó thực hiện các phản ứng tạo ra các cái dạng đồng phân hóa, ví dụ isomera, hoặc nó thực hiện các phản ứng ligand là các cái phản ứng mà nối nó lại với nhau. Thì ở đây là các cái nhóm enzyme. Thì nếu mà chúng ta có gì, chúng ta có các cái nhóm enzyme như vậy, thì lúc này chúng ta sẽ biết là gì, nếu mà chúng ta cần chuyển cái dạng gì thì chúng ta sẽ sử dụng cái nhóm enzyme tương ứng. Các cái đối với lại một cái quy trình công nghệ, thì khi mà người ta sản xuất thì chi phí cố định nó phải bù đắp được bởi cái sự gia tăng về cái hoạt tính ổn định. Như vậy trong các quy trình sản xuất thuốc hóa dược, khi người ta sử dụng enzyme thì người ta thường người ta sẽ sử dụng enzyme về dạng cố định. Và người ta có lưu ý rằng là cái việc gia tăng tính ổn định này nó phải bù được cho cái chi phí của cái việc cố định, và phải giảm thiểu cái sự mất hoạt tính trong quá trình cố định. Cái enzyme mà gì, cái enzyme mà khi cố định thì nó phải giảm thiểu cái sự rò rỉ của enzyme khi mà chúng ta tái sử dụng. Và cái sự giới hạn việc luân chuyển phần chất ở trong chất mang thì cũng cần tính toán khi mà điều chỉnh pH hay là nhiệt độ của quá trình phản ứng. Với enzyme tự do thì hoạt tính chuyển hóa có thể đạt cao nhất ở nồng độ enzyme cao hơn, do cái việc chuyển hóa cơ chất nó gì, nó khó có thể thực hiện được. Và đối với cái phản ứng enzyme thì thường thì người ta không cần tính vô trùng. Tuy nhiên là gì, tính vô trùng của cái phản ứng này, từng cái phản ứng nó cũng cần được quan tâm, được không? Bởi vì nếu mà cái enzyme nó là protein, nếu các bạn cho vi sinh vật mà nó tạp nhiễm vào trong đó thì nó có thể gây ra chuyển đổi, tạo ra các sản phẩm phụ trong đó. Ở trong cái quy trình này thì người ta phải luôn luôn xem xét cái sự tương thích của dung môi với lại các chất mang và ảnh hưởng của dung môi tới cái hoạt tính thì cũng cần xem xét. Như vậy nếu trong cái quy trình mà các bạn sản xuất các sản phẩm hóa dược và bằng enzyme cố định thì các bạn phải lưu ý cái vấn đề lên trên ha. Rồi, bây giờ lựa chọn thiết bị phản ứng thì với lại các cái sản phẩm mà về các sản phẩm mà cố định như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn thiết bị phản ứng. Nếu như mà gì, nếu như cái sản phẩm cuối cùng mà nói gì nó không ảnh hưởng tới cái việc phản ứng, hay là cái nồng độ enzyme nó không ảnh hưởng tới phản ứng, thì chúng ta có thể lựa chọn cái thiết bị nên mang theo mẻ. Tuy nhiên nếu cái sản phẩm cuối cùng của các bạn mà nó ảnh hưởng tới cái tốc độ phản ứng thì lúc đó các bạn nhớ là chúng ta phải lấy cái sản phẩm ra ngoài, được ha. Chúng ta có thể hoàn lưu được cái cơ chất lại nhưng chúng ta phải lấy cái sản phẩm ra ngoài, nếu nó sẽ không ảnh hưởng tới, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới phản ứng. Nếu mà những cái phản ứng mà cơ chất mà đưa vào ảnh hưởng đến phản ứng thì người ta có thể lựa chọn là cái việc là gì, cái việc là lên men liên tục, hoặc là cái việc mà gì lên men mà bổ sung dinh dưỡng gián đoạn, thì người ta có thể gì, người ta có thể thực hiện được ở trên cái nồi phản ứng này, được ha. Còn nếu như gì, nếu như mà những cái phân tử mà người ta cần gì, người ta cần cái việc là cái tốc độ phối trộn ở trên đó nó cao, thì người ta có thể sử dụng các cái thiết bị từng sôi để gì, để người ta tăng cái việc mà tiếp xúc của enzyme với lại cơ chất. Thì đó là các cái lựa chọn mà của nồi phản ứng. Đằng sau này là một loạt các cái enzyme và cái việc mà tạo ra sản phẩm của nó. Thì là các bạn sẽ về, các bạn đọc, các bạn tham khảo giùm tôi ha. Những cái câu hỏi mà liên quan đến cái này thì trong cái bài thi của các bạn thì tôi sẽ hạn chế ra, tại vì nó là các cái ví dụ cụ thể để sản xuất ra các cái sản phẩm. Ví dụ như các bạn có thể sử dụng cái enzyme oxidoreductase. Một trong những enzyme trong nhóm này là nucleoside oxida. Nucleoside oxida thì được lấy từ vi khuẩn ha. Khi từ vi khuẩn thì nó sẽ giúp gì? Nó sẽ giúp sản xuất ra các cái dẫn xuất là 5,5 carboxyacid, thì nó là các nucleotide đồng đẳng. Và khi mà người ta sản xuất thì enzyme thô người ta có thể lấy từ dịch chiết tế bào và người ta cố định ở bên sheet để người ta tạo ra các cái 5, carboxyacid, được ha. Thì ở đây nó là một số cái quy trình mà liên quan đến cái việc mà gì, sản xuất các cái thuốc bằng enzyme. Thì các bạn xem ở trong slide giùm tôi nha. Vì nó là các cái ví dụ cụ thể ha. Chúng ta xong cái bài mà về cái công nghệ enzyme protein. Các bạn nghỉ giải lao khoảng 10 phút ha, rồi chúng ta tiếp ha. Sang công nghệ sản xuất kháng sinh. Thì đối với lại kháng sinh thì chúng ta biết rằng là từ năm 1942 thì là cái thuật ngữ kháng sinh thì nó được sử dụng khá phổ biến ha, là các cái chất được sản xuất bởi vi sinh vật và nó có khả năng ức chế các vi sinh vật khác ở nồng độ thấp thì nó gọi là kháng sinh. Các kháng sinh thì trước đó khi mà nó được tạo ra thì nó có nguồn gốc từ vi sinh vật, là nó có nguồn gốc từ penicillin ha, tạo ra kháng sinh là penicillin.
Nhưng mà sau đó thì các cái kháng sinh thì người ta thấy rằng là nó có thể có nguồn gốc từ vi sinh vật hay là các cái chất bán tổng hợp hoặc là tổng hợp hoàn toàn mà có khả năng gì, có khả năng diệt hay ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật ở nồng độ thấp của cái đặc hiệu thì người ta gọi là kháng sinh. Và thường thì các cái kháng sinh trước đó thì là các kháng sinh nó chỉ hiệu quả với lại các cái nhóm là các cái sinh vật là prokaryote. Thì hiện nay cái thuật ngữ kháng sinh nó mở rộng ra với lại cả gì, với lại cả eukaryote nữa ha. Các kháng sinh là các cái chất chuyển hóa thứ cấp từ vi sinh vật, đặc biệt là các xạ khuẩn actinomycete, thì nó có thể giúp là điều trị các cái bệnh nhiễm. Một số thì cái chất nó kháng ung thư như là actinomycin hay là mitomycin thì nó có thể gì, nó có thể kháng kháng ung thư. Nhưng mà đa số thì các kháng sinh nó sẽ giúp là điều trị các cái bệnh nhiễm. Thì lịch sử tạo ra kháng sinh thì là năm 1928 thì Alexander Fleming thì phát hiện ra penicillin. Là một cái ngày ông này ông đi vào phòng thí nghiệm và ông thấy rằng là gì, là ở trên một cái đĩa thì là nó có gì, một cái đĩa mà người ta bỏ quên, người ta quên gì, người ta quên đậy cái nắp đĩa lại. Thì là sau khi mà người ta đậy lại thì sau nhiều ngày thì người ta thấy rằng là gì, trên cái đĩa nó không có cái vi khuẩn mà nó nhiễm ở trong đó. Thì ông phát hiện ra là cái những cái nấm mà nó màu xanh thì nó có khả năng tạo ra được cái penicillin. Thì ông sử dụng penicillin này để ông điều trị cho những cái bệnh nhân. Và lúc này thì penicillin là chỉ được sử dụng ngoài, là đắp lên ngoài các cái vết thương thôi để tránh cái tình trạng mà nhiễm trùng. Bởi vì gì? Bởi vì khi mà ông đưa cái penicillin vào trong cơ thể thì là cái penicillin này nhanh chóng nó bị phân hủy, bởi vì nó không được chiết xuất và tinh chế. Thì đến năm 1930 thì là Chen và Foray thì đã được tinh chế và sản xuất được cái vaccine này, và Bao này đạt giải Nobel y học vào năm 1945 cho cái việc là phát minh ra cái việc là sử dụng là penicillin, được không? Và cái penicillin này nó cũng cho thấy một cái tinh thần khoa học của Alexander Fleming. Bởi vì gì? Bởi vì ông muốn mở rộng cái phạm vi mà ứng dụng của cái penicillin. Do vậy mà ông đã sẵn sàng gửi cái chủng mà nó có khả năng tạo penicillin cho tất cả các phòng thí nghiệm để có thể việc tham gia vào cái việc mà gì, việc mà phát triển cái kháng sinh này. Chính vì vậy mà cái kháng sinh nó mới ra đời ha. Rồi, thì đây là cấu trúc của penicillin, thì chắc nó cũng xa lạ gì với các bạn. Thì là penicillin này nó sẽ tác động lên các cái vi khuẩn gram dương, nó tác động lên cái lớp peptidoglycan và nó ức chế cái việc tổng lớp lớp peptidoglycan của vi khuẩn gram dương. Các cái penicillin mà bán tổng hợp thì nó được thay bằng chuỗi R, vì vậy nó có khả năng tác động lên các cái vi khuẩn gram âm và nó bền hơn với lại axit axit dịch vị ha. Như vậy penicillin mà nguyên thủy mà tạo ra là penicillin G thì nó chỉ có khả năng tác động lên các vi khuẩn gram dương mà thôi. Khi mà cái penicillin bán tổng hợp nó thay chữ R thì nó này nó có thể gì, nó có thể tác động lên các vi khuẩn gram âm. Đó. Thì cái chủng mà để sản xuất mà penicillin thì cái chủng mà sản xuất penicillin thì nó là penicillium notatum, thì nó do Alexander Fleming phân lập ra, và cái năng suất mà tạo ra thì chỉ có 1 mg trên 1 lít thôi, với lại cái công nghệ nuôi cấy ở trên bề mặt. Nếu mà gì, nếu mà nó tạo ra 1 mg trên 1 lít mà bây giờ liều chúng ta sử dụng là 500 mg cho một viên thì rõ ràng là nó không có khả năng sử dụng, đúng không các bạn? Và ban đầu thì người ta sẽ là sử dụng ở trong nước thải ngâm bắp. Thì nước thải ngâm bắp nó sẽ chứa các yếu tố và tiền chất để tạo thành các cái bệnh nhánh, và năng suất thì nó tăng lên khoảng 20 đến 25 lần. Thì là cái sau đó người ta tiến hành đột biến cái chủng này thì người ta thấy rằng là cái năng suất mà sản xuất penicillin thì nó tăng lên khoảng 50 gram trên trên 1 lít, là năng suất nó tăng lên khoảng 50 lần. Sau đó thì gì, để sản xuất cái penicillin G là cái penicillin mà đầu tiên đó, thì là người ta đã gì là sau cái chủng của Alexander Fleming thì người ta đã phân lập ra cái chủng khác là penicillium chisogenum. Thì đối với lại penicillium chisogenum thì nó là đột biến và nó nuôi cấy chìm ở trong các cái bình thể tích kín khoảng 250 mét khối, có khuấy và có thông khí. Như vậy khi mà người ta nuôi cấy chìm thì cái lượng mà gì cái lượng mà kháng sinh nó tạo ra nó sẽ nhiều hơn. Thì người ta có thể sử dụng các cái tác nhân gây đột biến, ví dụ như TIS, tia tử ngoại hay các cái chất ăn kinh hóa, thì nó làm ra cho cái tốc độ tạo ra sản phẩm và hiệu suất cao hơn.
có khả năng hình thành các sản phẩm trong điều kiện nuôi cái chìm. Trước đó là nuôi cái bề mặt ha, thì bây giờ nó chuyển qua nuôi cái chìm, sử dụng các cơ chất hạt và tiêu thụ tốt, không tạo các sắc tố mà gây khó khăn cho việc tinh chế. Cái hệ sợi trưởng thành rắn chắc và có thể gì dễ dàng tách cái môi trường. Thì chúng ta sẽ có là gì, là các cái phân tử penicillin thì nó sẽ khác nhau bởi các cái nhóm asin ha. Bởi các nhóm asin thì chúng ta sẽ có nó là R. Thì đối với lại khi mà lên men thì chúng ta sẽ thu được nhiều nhất là penicillin J, được không? Là benzin penicillin, hoặc là chúng ta thu được penicillin V. Với lại các cái penicillin này thì chủ yếu nó tác động trên nhóm là vi khuẩn gram dương. Khi mà người ta tạo penicillin là sau khi người ta có penicillin rồi thì người ta sẽ tạo thêm một cái, người ta sẽ thực hiện bán tổng hợp để người ta thay cái chuỗi R đi. Khi người ta thay chuỗi R thì người ta sẽ có thể là gì, lúc này penicillin nó có thể hoạt động được ở trên vi khuẩn gram âm và nó bền hơn với lại axit của dịch vị. Thì cái chủng đầu tiên để sản xuất penicillin là sản xuất ra penicillin J và V ấy, thì nó do là cái penicillium notatum nó tạo ra. Được ha, penicillium notatum là cái chủng nấm xanh đầu tiên mà Alexander Fleming phân lập ra. Thì cái công suất mà để tạo ra của nó thì nó chỉ tạo ra với lại 1 mg trên lít thôi, và nó tạo ra bằng cách là lên men bề mặt. Theo đó thì người ta sử dụng cái môi trường là nước thải ngâm Bắc, thì người ta thấy rằng nước thải ngâm Bắc nó có chứa các cái yếu tố tăng trưởng và tiền chất của mạch nhánh. Vì vậy năng suất nó tăng lên khoảng 20-25 lần, có nghĩa là chúng ta có khoảng 20-25 mg trên 1 lít môi trường nuôi cấy. Sau đó người ta tiến hành, người ta đột biến các cái chủng này. Thì khi người ta đột biến chủng thì người ta thấy rằng là cái năng suất mà tạo ra nó lên đến 50 g trên 1 lít, có nghĩa là năng suất tạo ra nó tăng lên. Tuy nhiên các cái chủng mà penicillium này thì nó chỉ được nuôi cấy ở trên bề mặt thôi. Vì vậy mà người ta tiến hành, người ta sàng lọc các cái chủng khác để có thể tạo ra được penicillin J. Thì người ta sàng lọc ra penicillium là chisoxanum. Với penicillium chisoxanum, khi mà nó bị đột biến thì ngoài cái việc mà gì, nó có thể lên men được lên men chìm, và cái thể tích của mình lên men thì nó có thể lên tới 250 mét khối, được ha, có khuấy và có thông khí. Nếu mà người ta chuyển sang lên men chìm như vậy thì người ta thấy rằng là gì, người ta thấy rằng là cái thể tích mà người ta nuôi cấy được sẽ nhiều hơn, nó sẽ không có tiêu tốn cái bề mặt, và tốc độ tạo ra sản phẩm và hiệu quả nó cũng cao hơn. Mặt khác thì cái penicillium chisoxanum này thì nó không tạo ra sắc tố gây khó khăn cho cái việc tinh chế, và cái hệ sợi của nó thì nó tăng trưởng khá là rắn chắc. Vì vậy người ta dễ dàng tách cái hệ sợi này ra khỏi môi trường nuôi cái nấm để người ta thu hoạch lại cái penicillin J. Khi người ta lên men thì người ta sẽ lên men theo cái kiểu mà trong cái thùng khuấy, với lại cái thể tích của cái thùng lên men thì nó từ 40 cho đến 200 mét khối. Cái pha mà phát triển sinh dưỡng thì nó sẽ gồm có hai pha, là pha phát triển sinh dưỡng và pha sản xuất. Thì lưu ý rằng là trong cái việc lên men mà penicillium thì người ta thấy rằng là cái oxy nó đóng vai trò rất là quan trọng, và nhiệt độ trong quá trình lên men thì để duy trì cho cái penicillium phát triển thì nó sẽ khoảng từ 25 cho đến 27 độ C. pH phát triển thì khoảng 6,5 đến 77 độ C. Nguồn carbon thì là nguồn carbon cho cái giai đoạn mà để giai đoạn mà phát triển sinh dưỡng thì người ta sẽ sử dụng nguồn carbon là gluco, lacto, sucro hay là ethanol. Khi mà qua pha sản xuất thì người ta sẽ thêm vào trong đó là dầu thực vật, thì nó sẽ gì, thì cái quá trình mà sản xuất tạo ra kháng sinh nó sẽ tốt hơn. Nguồn nitơ sử dụng thì người ta có thể sử dụng nước thải ngâm Bắc, bởi vì nó cung cấp các cái chất mà yếu tố tăng trưởng mà cần thiết. Thì nó có tính axit và nó sẽ được trung hòa bởi là canxi carbonate, và nó trung hòa vào điểm phốt phát. Nếu mà người ta dùng ammoniac thì người ta cần phải bổ sung nitơ và một số cái chất kích thích tăng trưởng vào trong đó. Muối khoáng, ngoài ra thì người ta phải cung cấp muối khoáng và các cái tiền chất đặc hiệu, được ha. Và khi mà người ta cung cấp các tiền chất đặc hiệu thì lưu ý rằng các cái tiền chất thì nó có thể độc với lại tế bào, cho nên trong cái giai đoạn cần thiết thì người ta mới thêm tiền chất vào trong cái môi trường nuôi cấy. Thì các bạn sẽ thấy là gì, đầu tiên là chúng ta sẽ có là cái alpha amino
Adipic với lại sit-in với lại valine, ba cái này là ba cái tri peptide thì nó sẽ tạo ra cái hoa mạch đầu tiên là iso penicillin N. Sau đó chúng ta bổ sung BAB vào thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có là cái benzene penicillin là penicillin J ha. À, thì trong quá trình lên men chúng ta phải kiểm soát trong cái pha tăng trưởng thì là cái sinh khối thì nó tăng gấp đôi trong 6 giờ và nó duy trì trung thành 2 ngày đầu được ha. Trong cái pha sản xuất thì cái nguồn carbon nó nên cung cấp ở tốc độ thấp thì cái sự sản xuất mà penicillin nó sẽ tăng dần và nó kéo dài khoảng từ 6 cho đến 8 ngày. Khi mà người ta thu hoạch thì người ta sẽ thu hoạch từng phần thì người ta sẽ thu hoạch khoảng 20 đến 40% penicillin D. Sau đó người ta bù bằng cái môi trường nuôi cấy mới, có nghĩa là người ta thực hiện lên men liên tục á, là người ta sẽ sau khoảng thời gian là 6 cho đến 8 ngày thì người ta sẽ bắt đầu người ta rút cái sản phẩm ra được ha, và người ta cho cái môi trường lên men mới vào. Sau khi lên men thì cái hệ sợi nó cần được tách ra từ cái dịch nuôi cấy được ha, thì cái hệ sợi của nấm nên nó dùng làm thức ăn cho gia súc hay phân bón, thì phần còn lại thì người ta phần còn lại thì nó được dùng để thu hồi cái penicillin. Penicillin thì nó sẽ chiết với dung môi được ha. Dung môi đó thường là dung môi này được làm lạnh ở pH khoảng 2 cho đến 2,5 và nó được chiết hai lần với lại amin acetat hay là butin acetat hay là metin isobutin ketone, và người ta dùng sắt ký cho đổi ion để người ta tinh chế ở pH 5 đến pH 7 để làm ít ảnh hưởng tới penicillin. Nếu mà trong các cái chủng mà penicillin mà nó tạo ra các cái sắc tố thường là sắc tố màu xanh ha, thì người ta loại các sắc tố này bằng bằng than hoạt. Sau đó người ta sẽ thêm vào trong đó là sodium hay là potassium acetate thì là penicillin nó sẽ giảm độ tan và nó tách ra khỏi môi trường ở dưới dạng muối, và người ta sẽ thu được các cái tinh thể penicillin, người ta rửa, người ta kết tinh trong ethanol khan, trong butanol hay trong isoproanol, rồi người ta loại tạp thì người ta sẽ thu được cái penicillin mà có độ tinh khiết khoảng 99,5%. Rồi. Để sản xuất mà penicillin V thì penicillin V nó bền hơn so với penicillin J và nó có thể sử dụng được ở đường uống được ha. Thì tiền chất tạo ra nó là các cái axit phenoxy acetic thay vì là BAA được ha. Và người ta sẽ sử dụng vi sinh vật mà nó sử dụng thì nó cũng có thể sử dụng cái chủng là penicillium chisogenum. Penicillin V thì nó sẽ làm cái nguyên liệu đầu vào để tổng hợp, để bán các tổng hợp các cái loại penicillin mà bán tổng hợp khác được ha. Như vậy penicillin J là từ tự nhiên, penicillin V cũng là từ từ tự nhiên, nhưng mà người ta phải bổ sung các cái tiền chất vào để giúp tạo ra penicillin V. Đó. Tiếp theo, cái đó là penicillin. Tiếp theo chúng ta qua sản xuất cephalosporin. Thì cephalosporin C thì nó được tạo ra từ gì? Từ penicillin V hoặc là benzene penicillin, thì nó có thể chuyển thành cái cephalosporin không qua cái con đường là con đường tổng hợp, con đường hóa học với lại cái phản ứng mở rộng phòng. Thì cephalosporin thì nó có thể dùng gì? Ở trong nông sàng thì nó có thể dùng gì? Dùng từ bán tổng hợp từ cái việc mà lên men cephalosporin C. Thì đối với lại cái con đường mà sinh độc hợp cephalosporin C thì chúng ta sẽ có từ iso penicillin N thì chúng ta chuyển thành penicillin N ha. Sau đó thì chúng ta tiến hành các cái phản ứng mở vòng thì chúng ta sẽ thu được gì? Chúng ta sẽ thu được cái cephalosporin cái chủng sản xuất để chúng ta có thể thực hiện cái phản ứng mở vòng bằng lên men thì chúng ta sẽ sử dụng cái chủng sản xuất, nó là cephalosporium aramonium được ha. Sau đó nó được định danh lại thành là aremonium chisogenum được ha. Chisogenum thì nó cũng chung với lại cái loài mà của gì, của penicillin được ha. Tuy nhiên là cái phản ứng nó khác cho nên là cái tên ban đầu, cái tên chi ban đầu nó thay đổi. Việc tạo và người ta có thể thì người ta có thể tạo dòng gen liên quan đến việc tổng hợp cephalosporin. Thì cái việc mà người ta thêm thêm một cái, người ta chuyển một cái bản sao của gen mã hóa cho cái Expanda hay Hydrolase thì nó tham gia vào cái phản ứng mà mở vòng được ha. Thì nó sẽ làm giảm tích tụ penicillin N và nó tăng cái lượng cephalosporin C tạo ra. Thì ở trong quy mô phòng thí nghiệm thì người ta thấy rằng là cái việc mà người ta thêm một cái bản sao
của cái gen mã hóa chữ Xpanda vào trong đó, thì người ta thấy là cái hiệu suất mà tạo ra sevanoxarin thì nó tăng lên 47% ở quy mô phòng thí nghiệm, và ở quy mô pilot thì nó sẽ tăng lên là 15%. Nếu mà người ta tăng cái số lượng bản sao lên nhiều hơn thì người ta sẽ thấy là nó dẫn tới nó giảm nồng độ của DAOC. Nếu mà giảm nồng độ DAOC thì sẽ thuận lợi hơn cho cái việc xử lý solanine và chuyển hóa thành 7-ACA, và nó sẽ làm giảm cái tạp 7-ADCA ở trong cái việc mà sản xuất sevanoxarin C. Như vậy ở đây các bạn chỉ lưu ý rằng là gì, cái chủng mà tạo ra sevanoxarin thì nó sẽ là Aremonium chisogenum, được không? Và để gì, để có thể tăng cái hiệu quả mà tạo thành sevanoxarin thì người ta sẽ chuyển các cái bản sao mã hóa cho các cái enzyme liên quan đến Xpanda and Hydrolase vào trong đó, thì lúc này người ta sẽ gì, sẽ tăng cái hiệu suất mà sản xuất ra sevanoxarin lên. Trong quá trình lên men thì không cần cung cấp tiền chất, bởi vì gì, các tiền chất này nó có sẵn ở trong tế bào rồi. Thì người ta sẽ tiến hành là lên men feedback, là lên men mà bổ sung dinh dưỡng mà gián đoạn á. Thì đối với nguồn carbon, đường thì nó nặng là bổ sung vào trong cái giai đoạn tăng trưởng ban đầu. Trong cái lên men tiến triển thì người ta sẽ giảm cái đường đi và người ta thay bằng dầu thực vật. Khi mà ta thay bằng dầu thực vật thì rõ ràng là gì, nếu mà giảm đường đi thì tốc độ tăng trưởng của vi sinh vật nó sẽ chậm lại. Nhưng mà gì, nhưng mà lúc này thì cái hệ sợi và dạng dinh dưỡng thì nó chuyển thành bào tử đa đốt. Và cái bào tử đa đốt thì nó sẽ dễ dàng cho cái việc cung cấp oxy vào hơn. Và lúc này thì nó sẽ tạo điều kiện cho sevanoxarin hình thành nhanh hơn. Người ta có thể bổ sung thêm L hoặc D hoặc N methionine vào thì nó sẽ kích thích cái việc hình thành bào tử đốt. Bào tử đốt này là nó sẽ gì? Khi mà bào tử đốt nó là cái dạng mà nó gì? Nó cần cho cái việc sinh tổng hợp ra các enzyme là Sina và các enzyme mà tạo vòng, và các enzyme Xpanda là các enzyme mở vòng ra, thì lúc này nó sẽ tăng cái hiệu quả tạo ra sevanoxarin. Còn nếu mà sử dụng monitor thì người ta có thể sử dụng monitor là bã đậu nành, hạt bông, sunfat amon hay một ammoniac. Thì nhớ là nếu mà người ta dùng monitor thì luôn luôn là phải kiểm soát cái pH của nó, được ha, để là cái pH thích hợp để cho cái chủng vi sinh vật nó hoạt động. Nếu mà người ta có thể dùng nước thải ngâm bắp như là cái nguồn cung cấp monitor. pH quá trình lên men thì thường nó duy trì trong khoảng là 6,2 đến 7, nhiệt độ thì khoảng 24-28 độ C, được ha. Sevanoxarin C thì nó không bền về mặt hóa học, cho nên sau khi người ta tạo thành thì người ta cần phải thu cái sản phẩm người ta thu nhận ra. Sau khi mà lên men thì cái dịch lên men thì người ta sẽ để ở 3-5 độ C và người ta loại bỏ cái hệ sợi của nấm bằng cách là người ta ly tâm. Cái dịch mà chứa sevanoxarin C và một lượng nhỏ các tiền chất như là penicillin DAOC, được ha, hay là các sản phẩm phân hủy của sevanoxarin, thì người ta phương án người ta thu hồi thì người ta có hai phương án. Phương án thứ nhất là người ta thử sử dụng than hoạt hay là resin không ion hóa, thì lúc này sevanoxarin C sẽ được hấp thu chọn lọc, trong khi penicillin C và các tiền chất khác thì nó sẽ hấp thu kém hơn và nó loại bỏ khi nó bị axit hóa. Sau đó thì cái sevanoxarin muốn có độ tinh khiết cao hơn thì người ta sẽ tinh chế bằng sắt ký cho lợi ông. Sevanoxarin C thì nó có thể được chuyển thành 7-ACA để sản xuất các sevanoxarin bán tổng hợp khác. Phương án thứ hai thì người ta sẽ tiến hành, người ta thay thế luôn cái nhóm amin trên mạch nhánh của cái alpha amino adibin ở C7 ha, thì người ta sẽ tạo ra cái diễn xuất là N24 của sevanoxarin C. Sau đó thì người ta sẽ gì, người ta kết tinh lại từ cái dịch nước axit, hoặc là sau đó người ta sẽ tạo muối, được ha, hoặc các diễn xuất 3 giờ của hexaminin này, hay là gì, hay là dimethyl benzinamin này, và người ta thu muối của sevanoxarin. Hay nói cách khác là cái cách thứ hai thì người ta sẽ gì, người ta sẽ thay thế nhóm amin ở trên đó, và sau đấy khi người ta thay thế nhóm amin thì người ta sẽ tạo thành sevanoxarin ở dạng muối, và người ta có thể chiết bằng các dung môi hữu cơ. Sau khi người ta chiết thành dung môi hữu cơ thì người ta sẽ chuyển thành 7-ACA một cách hiệu quả hơn. Như vậy hai cách, đầu tiên là hấp thụ bằng than hoạt, rồi sau đó người ta đi tinh chế trực tiếp và người ta chuyển nó thành 7-ACA để tạo ra các sevanoxarin bán tổng hợp.
Cách thứ hai thì người ta có thể gì, người ta có thể là thay cái nhóm amin ở trên nó, sau đó người ta chuyển nó thành dạng dạng muối, rồi người ta mới chuyển hóa thành 7-ACA để tạo sevanoctorin bán không hợp. Hả? Để sản xuất các cái beta lactam bán tổng hợp được ha, thì cái nhân đầu tiên thì nó là penicillin là 6-ABA, thì để sản xuất penicillin bán tổng hợp 6-ABA mà mở vòng thì nó sẽ tạo thành 7-ADCA để sản xuất sevanoctorin đường đường uống. Thì 1/3 cái sevanoctorin thương phẩm hiện nay thì là sản xuất của 7-ADCA được ha. Thì do là penicillin nó có giá thành rẻ hơn cho nên là gì, 7-ADA thì thường được sản xuất từ benzene C bằng cái phản ứng mở vòng thành các sevanoctorin ester, và cái nhóm ester sau khi loại bỏ, sau đó gì nó loại bỏ cái chuỗi nhánh là phenylacin và nó thu được 7-ADCA. 2/3 sevanoctorin thì nó thương phẩm thì nó được sản xuất, cái dẫn xuất là 7-ACA được ha, và được sản xuất từ sevanoctorin C nhờ con đường cử acin bằng cái con đường hóa học hoặc là bằng con đường enzyme được ha. Như vậy khi mà các bạn sản xuất các sevanoctorin bán tổng hợp thì nó sẽ có 1/3 nó được sản xuất từ penicillin J, 1/2/3 còn lại thì nó được sản xuất từ gì, sevanoctorin C ha. Thì đó là với lại các beta lactam mà bán tổng hợp, thì đây là cái con đường mà sản xuất ra sevanoctorin C từ penicillin được ha. Từ penicillin N thì nó thực hiện phản ứng mở vòng, sau khi thực hiện mở vòng thì nó thực hiện phản ứng hydrolase, hydrolase sau nó thực hiện phản ứng là acetin tetra thì nó tạo thành sevanoctorin C. Thì chúng ta xong cái việc đầu tiên là sản xuất các kháng sinh thuộc nhóm beta lactam là gồm có penicillin và sevanoctorin. Tiếp theo là sản xuất axit clavulanic. Thì axit clavulanic được sản xuất bởi cái sạ phấn là streptomycete clavulanic thì nó sản xuất ở trong môi trường lên men, là cái môi trường bã đậu nành có tinh bột tan, có glycerol và có cái potassium phosphate là dùng làm đệm. pH lên men thì khoảng 6,5, nhiệt độ thì khoảng là 26 độ C và thời gian lên men là 100 giờ. Thì người ta sẽ lọc cái môi trường mà chứa axit clavulanic thì người ta hấp phụ cái này lên trên than hoạt. Sau đó người ta rửa bằng nước aceton hay người ta chiết bằng butanol ở pH 2. Thì lúc đó cái axit clavulanate này nó sẽ chuyển thành benzyl ester, rồi nó hòa tan trở lại trong cái dung môi là ethyl acetate. Và người ta tiến hành trên cái việc sắc cái cột ở trên cevadex NaHH20 và silica gel. Thì cuối cùng cái dẫn xuất mà benzyl ester này nó sẽ được hydro hóa với sự có mặt của cái của natri bicarbonate và nó chuyển thành sodium carbonate tetrahydrate. Thì cái sodium carbonate tetrahydrate này là cái dung dịch mà nó được gì, là cái dạng mà nó được sử dụng. Thì cái mà axit clavulanic này thì nó sẽ được kết hợp với lại các cái kháng sinh thuộc nhóm beta lactam được ha, để hạn chế cái việc mà đề kháng kháng sinh. Tiếp theo chúng ta có cái kháng sinh là erythromycin. Erythromycin thì được sản xuất từ sạ phấn là Saccharobiospora ethyra được ha. Thì nó cũng thuộc cái nhóm sạ phấn actinomycete, nó thuộc cái chi là streptomycete và nó có mặt ở khắp nơi trong tự nhiên. Nguồn của nó phong phú cho các cái chuyển hóa thứ cấp và cung cấp các cái hoạt tính sinh học. Nó chiếm 2/3 cái số lượng kháng sinh được chiết từ vi sinh vật và khoảng 60% các chất chuyển hóa thứ cấp thì nó có hoạt tính. 80% các phân tử này thì nó được tạo ra từ streptomycete. Như vậy hầu hết các bạn sẽ thấy hầu hết các cái kháng sinh thì nó được tạo ra từ streptomycete. Thì trong đó erythromycin đầu tiên được sản xuất ra từ cái Saccharobiospora ethyra được ha. Thì tuy nhiên nó tạo ra thì năm 1919, tuy nhiên là tới năm 1952 thì là cái hoạt tính đầu tiên thì nó mới được gì, nó mới được công bố và sản xuất ra từ từ sạ phấn. Thì cái chủng mà sản xuất hiện nay là cái chủng 2338
thì cái năng suất mà sản xuất ra của nó thì là cái chủng đầu tiên được phân lập ra thì cái năng suất sản xuất ra của nó là 0,25 cho đến 1 gam erythromycin trên lít tùy thuộc vào cái địa điểm nuôi cấy. Thì hiện nay thì cái hiệu suất này nó đã tăng lên gấp khoảng 10 lần, thì nó tăng lên khoảng từ 10 tới 13 gam trên lít ở trong cái môi trường, ở trong cái môi trường nuôi cấy. Nó tăng lên từ 10 cho tới 13 gram trên lít ở trong môi trường nuôi cấy, và nó sẽ khi mà sinh tổng hợp ra erythromycin thì được mã hóa bởi cái gen ERY, nó nằm trên đoạn anen thì dài khoảng 60 kilobase. 60 kilobase là khá dài các bạn ha, và nó sản xuất ra một cái hỗn hợp của erythromycin gồm có erythromycin A, B, C, D. Tuy nhiên là chỉ có erythromycin A thì nó là cái chất mà nó có hoạt tính thôi. Các cái hỗn hợp kia thì nó là các cái sản phẩm hydro hóa một phần hay là gì, hoặc là các cái chất methyl hóa trung gian. Thì các bạn sẽ thấy đây là cái sơ đồ, đây là cái sơ đồ tạo ra erythromycin. Thì erythromycin A nó là cái sản phẩm mà cuối cùng của con đường của sinh tổng hợp này, và chỉ có erythromycin A thì là nó có hoạt tính thôi. Cho nên trong cái quy trình sản xuất erythromycin thì người ta đòi hỏi là gì, ít nhất là phải 80% cái sản phẩm trong nó là erythromycin A ha. Rồi, như vậy là gì, như vậy là các cái chủng sản xuất thì nó phải tốt, phải có cái lượng erythromycin A cao, nó khoảng 8 đến 10 gram trên lít, và nó phải chứa ít nhất là từ khoảng 80 đến 90% cái hàm lượng của nó là erythromycin A. Được ha, erythromycin thì được sản xuất đầu tiên bởi hãng Lilly năm 1952, và đến năm 1970 thì là Abbott cũng bắt đầu sản xuất cái erythromycin. Sản lượng erythromycin hàng năm thì nó khoảng là 4.000 tấn. Erythromycin thì được dùng trực tiếp thì khoảng 1.000 tấn. Phần lớn thì nó chuyển thành azithromycin, hoặc nó chuyển thành clarithromycin hoặc là rosithromycin được ha. Thì nó sẽ được sử dụng. Như vậy lưu ý giùm tôi là các cái chủng mà sản xuất erythromycin thì nó phải đòi hỏi là cái lượng erythromycin A ít nhất là phải đạt được 8 đến 10 gram trên lít, và nó phải chứa 90%, 80 đến 90% hàm lượng erythromycin A ở trong cái gì, ở trong cái sản phẩm cuối cùng được ha, bởi vì chỉ có erythromycin A thì nó mới có hoạt tính mà thôi. Rồi, với lại erythromycin thì cách mà chọn giống và giữ giống trong môi trường lên men thì các cái chủng này nó sẽ có gì, có năng suất cao nhưng thì nó sẽ dễ dàng bị biến đổi di truyền, và cần phải liên tục phân lập các cái chủng có năng suất cao mà có gì ít sản phẩm phụ là erythrin B và C. Các cái chủng mà streptomycin, erythra có năng suất cao thì nó sẽ được giữ lại. Thì người ta có thể giữ giống ở trong cái ống thạch nghiền ủ trong vòng từ 10 cho đến 14 ngày ở 34 độ C cho đến khi tạo bào tử, thì nó có thể giữ được ở trong khoảng 1 tháng. Còn là người ta có thể tạo huyền phù bào tử bằng cách là người ta thêm 50 ml vào cái ống thạch nghiền và người ta cào nhẹ trên cái bề mặt, người ta thêm 20% glycerol trong đó, thì người ta sẽ lấy cái dung dịch này người ta bỏ vào trong các cái ống giữ chủng thì nó có thể bảo quản âm 80 độ C trong vòng 1 năm. Và lưu ý rằng là khi mà người ta lấy ra, người ta sản xuất thì bao giờ người ta cũng có thể kiểm tra lại cái khả năng tạo ra erythromycin được ha. Thì đó, trong quá trình lên men thì là lên men ở giai đoạn đầu tiên thì người ta sẽ nuôi giống ở trong khoảng 35 ml môi trường. Ở cái giai đoạn 2 thì là sau 48 giờ người ta sẽ cấy vào 3,5 ml môi trường V2 và người ta khuấy ở tốc độ 800 vòng trên 1 phút và người ta thông khí. Giai đoạn 3 thì là cái thời gian này khoảng 40 giờ thì người ta sẽ chuyển canh lỏng vào trong bình lên men 20 ml chứa 10 ml môi trường. Sau đó thì người ta sẽ lên men ở 34 độ C, pH 7.2, để ra tốc độ thông khí khoảng 3,07% thể tích trên 1 phút trong 12 giờ đầu tiên, sau đó tăng lên 0,83 thể tích 1 phút, và người ta sẽ duy trì cái dinh dưỡng là N-robanol, dầu đậu nành và dextrin. Như vậy các bạn lưu ý là trong cái việc lên men mà sản xuất kháng sinh thì trong cái giai đoạn mà để sản xuất thì thường thì người ta sẽ sử dụng là gì? Người ta sẽ sử dụng là các cái nguồn carbon là dầu được ha, thì nó sẽ các nguồn carbon là dầu để nó sẽ cung cấp các cả nó sẽ thích cho cái việc mà sản xuất kháng sinh. Rồi, sau đó người ta sẽ tiến hành tách và tinh chế. Tách và tinh chế thì nó sẽ gồm có gì, tách erythromycin ở với lại isothiocyanate,
Sau đó người ta sẽ chuyển cái này thành cái dạng erythromycin dạng 3 giờ, và cuối cùng là người ta sẽ thử cái hoạt tính của erythromycin được ha, người ta xem là gì, xem là cái hoạt tính của nó có đạt hay không. Thì thường người ta sẽ thử xem lấy khả năng ức chế myrococcus luteus được ha, bằng cách là gì, bằng cách là người ta tính cái lượng erythromycin sử dụng ở trên cái đường cong chuẩn dựa vào cái việc mà đường kính cái vùng chế của myrococcus luteus. Cái kháng sinh tiếp theo là bonimicin. Mà bonimicin thì nó không được sản xuất bởi sản khuẩn mà nó được sản xuất bởi bacillus, là bacillus bonimica được ha. Bacillus bonimica này sẽ được nhân giống trên môi trường Tb và qua đêm ở 25 độ C. Sau đó thì nó là tiếp tục nó nhân giống ở thêm cấp gì, cấp 2 là cấp 3 nữa để nó đạt được cái quy mô phù hợp. Không khí khi thông khí ở cái tốc độ là 0,3 thể tích ở trên 1 phút, và nhiệt độ của quá trình phát triển là 27 độ C. Mẫu là sau lấy ra sau mỗi 8 giờ để kiểm tra pH, sự nhiễm và kiểm tra các vi tạo bào tử. Sau khi lên men 88 giờ thì pH của nó giảm còn khoảng 6,3 và hoạt tính của nó đạt khoảng 1.200 đơn vị trên 1 ml. Thì khi đó thì bonimicin sẽ được chiết và tinh chế bằng các loại tế bào có phụ lên thanh hoạt và giải hoạt bằng methanol acid được ha, để người ta có thể thu được bonimicin. Như vậy nhớ giùm tôi, bonimicin là một cái ví dụ mà cái kháng sinh này nó không được tạo ra bởi các cái chủng sở khuẩn được ha, hay là bởi vi nấm, mà nó tạo ra bởi vi khuẩn là bacillus bonimica. Rồi, chúng ta hết cái phần mà sản xuất chủng thuốc kháng sinh. Thì trong cái phần sản xuất kháng sinh, tôi sẽ không hỏi các bạn về các cái điều kiện mà quy trình lên men. Tôi sẽ chỉ hỏi với các bạn là gì, ở trong đó thì là gì, cái sản phẩm nó tạo ra là cái gì, và trong cái quy trình sản xuất kháng sinh này thì cái vi sinh vật nào nó sẽ chịu trách nhiệm sản xuất cái kháng sinh gì, được ha. Thì cái câu hỏi nó chính trong cái phần đó. Thì chúng ta sẽ gồm có là có một số cái axit hữu cơ và một số cái vitamin. Thì đầu tiên là một số cái axit hữu cơ. Axit hữu cơ thì tôi sẽ trình bày với các bạn là ba cái axit hữu cơ, là axit lactic, axit gluconic và axit axit citric. Chẳng hạn là ba cái axit mà được sản xuất mà nhiều nhất, và nó cũng là nguyên liệu để cho cái việc mà sản xuất các cái sản phẩm hóa dược khác. Thì đầu tiên axit lactic là được phát hiện bởi Jenny vào năm 1780 và nó được thu nhận từ sữa. Axit lactic thì được sử dụng trong nhiều công nghệ khác nhau, được ha, theo những cái tiêu chuẩn về chất lượng khác nhau, và cao nhất là theo tiêu chuẩn của Nhật Điển. Thì nó có thể sử dụng ở trong công nghệ thực phẩm, nước giải khát. Axit lactic được sử dụng như là các cái chất mà điều chỉnh pH, bảo quản hay là tăng cường hương vị. Ở trong dược phẩm và mỹ phẩm thì axit lactic sử dụng trong một số cái sản phẩm mà kem dị mụn, một số cái chất làm ẩm, với cái dạng thường sử dụng là dạng N của axit lactic được ha. Đối với lại các cái axit này thì là N là cái dạng thường thường sử dụng hơn, các cái đường thì thường sử dụng hơn là đường D ha, còn với lại các axit thì thường sử dụng là dạng L. Rồi, để sản xuất axit lactic thì là có thể chuyển hóa mono hoặc là disaccharide theo cái con đường là enzyme maltase ha. Về điều kiện nó thường thì axit lactic này nó được tạo thành trong cái điều kiện kỵ khí. Thì cái axit pyruvic thì nó sẽ được khử hóa thành axit lactic bởi cái enzyme là lactase dehydrogenase. Như vậy cái enzyme mà quan trọng nhất trong cái việc mà tạo ra axit lactic là lactase dehydrogenase. Thì lactase dehydrogenase hay là NADH thì nó sẽ gì? Nó có thể hình thành là L hay là D axit lactic do khả năng lập thể hóa của cái axit. Thì nó có hai cái gen là NADHD hay là NADHL được ha. Gen mã hóa NADH mà dạng L thì nó là lactase dehydrogenase, thì nó có trong cái vi khuẩn là Lactobacillus plantarum. Còn cái gen mã hóa D lactase dehydrogenase thì nó có trong là Lactobacillus Johnsoni. Như vậy là nếu mà các bạn muốn tạo ra axit lactic mà dạng là gì, dạng L, thì các bạn sẽ sử dụng cái chủng vi sinh vật là Lactobacillus plantarum. Còn nếu mà các bạn muốn tạo ra cái gen mà mã hóa, nó có gen mã hóa mà nó Lactobacillus dạng axit lactic như dạng B, thì chúng ta sẽ sử dụng là Lactobacillus Johnsoni.
là có thể là có một số chủng nó có cả hai dạng lên men axit nó tích từ hydrocarbon nữa ha, thì người ta gọi là dạng đồng thể hoặc là lên men hay là lên men dị thể. Thì cái tác nhân để tạo ra axit lactic thì nó cũng rất là khá là đa dạng. Ví dụ như các bạn có thể là có là lactobacillus delphi, hoặc là các bạn có thể có lactobacillus acidophilus. Acidophilus thì nó hơi khá quen thuộc với các bạn, nó có trong các sản phẩm probiotic ha, hay lactobacillus plantarum chúng ta vừa nhắc tới, hoặc là lactobacillus bulgaricus thì nó có trong một số sản phẩm sữa chua. Một số cái chủng vi khuẩn ví dụ như là bacillus, nghĩa là bacillus coagulans thì nó coagulans thì nó có khả năng tạo ra được axit lactic, hay là một số cái chủng nấm mốc như cirrhopus, như cirrhopus oryzae thì nó cũng khả năng tạo ra được axit lactic được ha. Thì trong đó thì các cái chủng mà gì, các cái chủng mà lactobacillus delphi thì nó có thể tạo ra axit lactic từ saccharo. Lactobacillus bulgaricus thì nó tạo ra axit lactic từ lên men đường lacto, vì vậy nó có trong cái sản phẩm lên men sữa của các bạn. Trong khi là lactobacillus heavy hay lactobacillus aminophilus thì nó có thể gì, nó có thể lên men được cả hai, là có thể lên men được đường saccharo, có thể lên men được đường lacto. Còn nếu mà là oryzae thì nó có khả năng gì, sử dụng trực tiếp từ tinh bột, có nghĩa là cirrhopus này ngoài cái việc mà gì nó tạo ra được axit lactic thì nó còn có enzyme amylase để phân hủy tinh bột, từ tinh bột đó nó phân hủy thành đường saccharo, thì từ saccharo nó mới chuyển hóa thành gì, nó mới chuyển hóa thành axit lactic. Thì để lên men thì cái nguồn carbon mà sử dụng cho lên men thì có thể là gluco, là fructose, là lacto. Gluco thì người ta có thể sử dụng là 60 gram trên lít, saccharo thì người ta thường sử dụng là 80 78,2 gram trên lít. Nguồn nitơ thì người ta có thể sử dụng là các cái dịch chiết của nấm men, hay là các cái dịch tủy phân, protein, casein hay là đậu nành. Hoặc là gì, hoặc là người ta có thể các cái dịch chiết nấm men này nó kết hợp bổ sung với lại NH4 hay là amoni sulfat theo tỷ lệ là 1:1:3. Vi lượng thì trong quá trình mà sử dụng thì người ta mà phải trong quá trình lên men thì người ta phải bổ sung thêm phosphor, kali, magie, lưu huỳnh và vitamin B6 vào trong quá trình tổng hợp. Khuấy trộn thì khuấy trộn với tốc độ chậm là 50 vòng trên phút chỉ để trộn cái cơ chất với lại cái môi trường lên men với cái chủng vi sinh vật của các bạn. Tại vì nhớ rằng là để tạo ra axit lactic thì tạo ra axit lactic trong điều kiện kỵ khí, cho nên là đây người ta khuấy trộn khá chậm. Người ta sử dụng cái vi khuẩn lactic là lactobacillus delphi, thì là cái delphi thì là nhiệt độ của nó là khoảng 37 cho đến 45 độ C, pH lên men của nó từ 5,5 đến 6,5 được ha. Thì nó tạo ra axit lactic thô thì nó có thể đạt khoảng 71 gram trên lít. 71 gram trên lít là cái lượng khá lớn rồi. Còn nếu mà sản xuất ra từ rhizobut oryzae thì nó có thể đạt được cái lượng axit lactic khoảng 80 gram trên 1 lít. Đó. Thì đối với quy trình công nghệ thì đầu tiên là người ta sẽ có môi trường lên men. Môi trường lên men thì người ta có thể là có gì? Trong đó là có thể là có lacto, có protein, có lacto, trong đó có dịch chiết nấm men trong đó, và có cái muối khoáng cần thiết. Tuyên là dùng để nhũ hóa cái môi trường lên men đó. Cysteine HCl để giúp cho tạo cái điều kiện môi trường kỵ khí. Nhiệt độ thì nó lên men ở 45 độ C, vì là các cái chủng vi khuẩn lactic này nó phát triển ở cái nhiệt độ khá cao, thường nếu phát triển lên nhiệt độ 42 45 độ C. Cho nên thường các bạn sẽ thấy là nếu mà các bạn làm da ua thì là các bạn sẽ bị ủ nó ấm, thì nó sẽ dễ dàng tạo thành gì? Tạo thành axit lactic hơn. Sau đó các bạn cấy 18 gram lông khô của cái chủng vi sinh vật vào trong đó, và các bạn ủ 9 giờ, và các bạn lên men trong 34 ngày để các bạn tạo thành cái để chuyển hóa tạo thành cái axit lactic. Môi trường thì giữ ở môi trường ở pH là khoảng 5,7 bằng khí amonia, và sản phẩm được lấy ra với cái tốc độ là 1 lít một phút được ha. Là cái quá trình lên men này là cái quá trình lên men liên tục. Rồi sau đó, sau khi người ta làm xong thì người ta sẽ tách axit lactic, thì người ta sẽ siêu lọc để người ta loại các vi khuẩn lactic, thì nó có cái vi khuẩn nó kích thước lớn hơn thì nó sẽ gì, nó sẽ được giữ lại ở trên lọc. Sau đó người ta điều chỉnh về pH là 5,8 với NaOH hoặc là canxi hydroxit ha.
Sau đó người ta sẽ chỉnh pH về 1,6 bằng H2SO4 và người ta tinh chế bằng sắt khí trợ đổi ông ở pH 3,09. Rồi người ta rửa axit lactic ra khỏi cột với H2SO4 giữ pH của cột thấp hơn và tối đa là 3,87 để axit lactic thì khi đó axit lactic nó có thể đạt được cái hiệu suất là 25%, sức tinh chế là hiệu suất là 25% từ cái môi trường lên men. Tinh sạch thì người ta có thể tinh sạch bằng chất kích chơi ion hoặc là bằng thẩm tích được ha. Bằng thẩm tích ion thì axit lactic nó thước nhỏ thì nó sẽ đi ra ngoài, còn các chất kích thước lớn hơn thì nó sẽ nằm ở trong cái màng thẩm tích. Axit lactic thu được thì có thể đạt được từ khoảng 80-90% cái lượng đường ban đầu sử dụng. Ví dụ như ban đầu sử dụng các bạn sử dụng 4% lacto thì axit lactic nó có thể đạt được là khoảng 80-90% cái lượng đường ban đầu mà các bạn sử dụng ở trong đó. Cái axit thứ hai là axit glucuronic. Axit glucuronic thì nó được phát hiện vào năm 1870. Nhu cầu sử dụng axit glucuronic hiện nay thì nó khoảng là 60.000 tấn một năm. Axit glucuronic thì nó có thể ứng dụng trong cái việc mà sản xuất sữa, rượu vang hay là giấm. Ở trong thực phẩm thì nó sẽ giúp điều chỉnh hương vị được ha. Các cái chất bảo quản trong tự nhiên hay là điều chỉnh pH của rượu vang. Ở trong dược phẩm thì người ta thường sử dụng axit glucuronic này ở dạng muối là điều trị thiếu máu, các cái muối kẽm hoặc là muối canxi để trị thiếu kẽm hoặc thiếu canxi của các cái của axit glucuronic. Các cái muối sodium gluconate thì được sử dụng như một chelate của các ion kim loại hóa trị 2 hoặc là hóa trị 3. Rồi thì ở đây là cái con đường mà tạo ra axit glucuronic để ha các bạn ha. Đây là con đường để tạo ra axit nucleic. Cái tác nhân để tạo ra axit nucleic là penicillin. Thì penicillin là penicillin glaucum được sử dụng. Trước đó thì penicillin glaucum được sử dụng. Nhưng mà hiện nay thì người ta thấy rằng là để tạo ra axit nucleic thì là cái chủng nấm mà sử dụng hiệu quả hơn là sử dụng acmecinut được ha. Thì nó cần có cái enzyme là glucosida. Glucosida từ vi sinh vật thì nó sẽ oxy hóa gluco, nó tạo ra axit nucleic và nó được cảm ứng với nồng độ cao của gluco ở pH 5,5 và mức độ bão hòa oxy được ha. Axit nucleic này nó không bền ở 50 độ C. Thì khi mà cái gen mà sản xuất glucosida này từ acmecinut niger thì nó có thể chuyển vào saccharomyces được ha. Thì là cái khi mà chuyển vào saccharomyces thì cái enzyme nó sẽ tiết ra ngoại bào, nó tiết ra môi trường với cái lượng là 75 cho đến 400 microgram trên ml. Thì lúc này axit nucleic thì nó sẽ gì, nó sẽ được tạo ra ở trong môi trường. Thì cái việc mà thu nhận axit nucleic nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên là các bạn phải thực hiện cái quá trình mà chuyển gen, là các bạn chuyển cái gen glucosida này từ acmecinut sang cái saccharomyces, bởi vì saccharomyces là nấm men thì nó sẽ không có cái enzyme này. Lên men thì nguồn carbon nó có thể sử dụng được gluco, các cái dịch mà thủy phân tinh bột, dịch ép mía hay là rỉ đường. Gluco thì là cái lượng gluco sử dụng thì nó có thể là 110 cho tới 250 gram trên lít. Nitơ phốt pho thì với cái nồng độ thấp hơn 20 mmol được ha. Thì nhớ rằng là đối với lại các loại nấm thì là thường thì môi trường nó sẽ gì, nó sẽ giàu gluco hơn. pH lên men thì từ 4,5 đến 6,5, không khí với lại cái áp suất không khí thì khoảng 4,3. Và cái việc mà gì, người ta có thể cố định các cái sợi acmecinut này lên trên các cái chất men được ha. Thì bằng cách người ta sử dụng các cái nồi lên men không kính khuấy hoặc người ta sử dụng giá men là cellulose. Thì cái chủng là acmecinut Bundunans DSM 7085, chủng DSM là chủng ở trên ngân hàng chủng của Đức các bạn ha. Thì các bạn có thể gì, các bạn có thể mua cái chủng này về sử dụng giá mang là các cái đá thủy tinh sốt thì nó có khả năng sản xuất ra khoảng 375 gram trên lít axit nucleic trong 22 giờ bằng phương pháp là lên men liên tục. 375 gram trên lít là cái số lượng mà khủng khiếp đó các bạn ha. Là cái lượng trong đó là rất là nhiều, có nghĩa là các bạn tự để thì các bạn sẽ thấy là axit nucleic nó ở trong đó, nó sẽ tự lắng thành một lớp ở trong đó. Về quy trình công nghệ thì là người ta sẽ thu bào tử của acmecinut niger
và người ta nuôi trên môi trường rắn ở cái điều kiện là pH 6,5, nhiệt độ là khoảng 30 cho đến 33 độ C và tỷ lệ cái chủng bổ sung vào trong môi trường là khoảng 1/10 và thông khí mạnh. Thì là người ta thông khí mạnh thời gian là khoảng từ 60 cho đến 70 giờ và tốc độ khuấy thì khoảng là 420 vòng trên phút, thì pH của nó sẽ dao động từ 4,5 cho đến 7. Môi trường thì người ta sẽ bổ sung vào trong đó gluco, hàm lượng thấp của phốt phát, nitơ được ha. Và người ta sẽ cố định cái sợi apatosylenoxygen này trong calcium. Thầy không nghe được phải các bạn? Nghe bình thường không? Tự nhiên tôi thấy nó rè rè. Rồi ha, người ta sẽ cố định nó. Thì là người ta có thể cố định này ở trong cái calcium arginate với lại cái lượng gluco ban đầu thì là 100 gram trên lít, thì nó có thể sản xuất ra 80 gram trên lít, có nghĩa là hiệu suất chuyển hóa cơ chất mà thành sản phẩm của nó là 80% á. Hoặc là người ta có thể sử dụng cái nấm mà cố định lên cellulose thì nó có thể lên men liên tục trong 61 ngày và nồng độ acid nucleic thì nó có thể đạt tới 120 đến 140 gram trên lít. Thì ở đây là cái quy trình công nghệ cụ thể thôi, có nghĩa là người ta có hai cách cố định. Hoặc là người ta cố định lên calcium arginate, người ta cố định cái tế bào nấm lên calcium arginate, hoặc người ta cố định nó lên cellulose. Sau đó thì người ta sẽ tách chiết acid fulvic. Nếu mà ta cố định rồi thì cái việc loại bỏ vi sinh vật nó khá dễ dàng ha. Thì người ta chỉ cần lọc, thì người ta thu cái hạt mà cố định tế bào trên nó thôi. Sau đó người ta trung hòa với lại trung hòa cái acid fulvic với kiềm, ví dụ như là CaOH 2 lần, để người ta thu được calcium gluconate, và người ta tủa bằng cách người ta thêm NaCl và nhiệt độ lạnh, thì cái calcium gluconate này sẽ tủa và người ta thêm H2SO4 vào để tạo tủa là CaSO4, thì người ta sẽ thu được cái acid là gluconic được ha. Cái dịch thoát ra thì người ta kết tinh acid nucleic ở 10 độ C và người ta kết hợp với lại cồn thì người ta sẽ thu được acid nucleic. Nói chung là cái hiệu quả mà tạo acid nucleic này nó khá gì, nó khá cao trong cái quá trình lên men nhờ các cái chủng nấm. Rồi cái acid cuối cùng là acid citric. Acid citric thì cái tác nhân mà lên men acid citric là apatosylenoxygen được ha, là được sử dụng nhiều nhất. Và người ta có thể sử dụng là penicillium luteum, hoặc người ta có thể sử dụng là muco được ha, thì cũng có thể lên men được. Lên men thì người ta sẽ lên men ở trên môi trường rắn hoặc là trên môi trường lỏng. Trên môi trường lỏng thì cái dịch thường có cái chiều dày khoảng 6 cho đến 8 cm và độ đường trong nó thì khoảng 15 đến 25%. Thời gian nuôi cấy khoảng 10 ngày và cái đường nó chuyển hóa thành acid citric thì đến 80%. pH là từ 6,8 lên 7 thì nó hạ xuống 1,5. Vì acid citric tạo ra thì nó hạ pH của môi trường ha. Tiếp theo là sản xuất cái đó là các cái acid hữu cơ. Tiếp theo là chúng ta có sản xuất các cái acid amin. Thì các cái sản xuất các acid amin thì nó có 3 phương pháp để sản xuất acid amin. Thì người ta có thể ly trích các cái acid amin này ra từ cái dịch thủy phân protein, ví dụ như là để người ta thu được N-cysteine, hay người ta thu được là cysteine, lysine, hay là asparagin, hay là tyrosine, thì người ta ly trích ra từ các cái dịch thủy phân protein. Còn người ta có thể tổng hợp hóa học để người ta thu được các cái acid amin, ví dụ glycine, alanine, hay là methionine, hay tryptophan, thì người ta có thể thu được tổng hợp hóa học. Còn là cách thứ ba để người ta có thể thu được các sản phẩm acid amin là người ta thu các acid amin bằng cái việc là người ta tiến hành lên men để người ta thu các cái acid amin. Thì bằng phương pháp mà vi sinh vật thì người ta có thể sử dụng các cái chủng vi sinh vật hoang dại để người ta tạo ra. Hoặc là người ta có thể sử dụng các cái chủng vi sinh vật đột biến được ha. Và hoặc là người ta có thể gì, người ta có thể thêm các cái tiền chất vào trong đó để người ta chuyển hóa. Hoặc là người ta có thể sử dụng enzyme để người ta chuyển hóa các acid amin có sẵn rồi thành các cái acid amin khác. Thì các cái vi khuẩn nó sẽ được tạo ra bằng các cái kỹ thuật biến đổi gen, các protein và các chuyển hóa kết hợp với các kỹ thuật, hoặc là kết hợp kỹ thuật gen lại với nhau được ha. Thì nó sẽ tạo ra gì, nó sẽ tạo ra được các sản phẩm acid amin, là có nghĩa là nó có thể đi được bằng cả con đường lên men kết hợp với gì, kết hợp với lại con đường bán tổng hợp để tạo ra cái sản phẩm mà cần thiết. Rồi thì cái acid đầu tiên là acid glutamic. Acid glutamic là trong cái bột ngọt của các bạn là sodium glutamate đó.
nó được sản xuất ra bởi Corynebacterium glutamicum chẳng hạn. Thì axit glutamic thì nó rất là cần thiết cho cái quá trình mà gì, các cái quá trình mà phát triển, đặc biệt là trong các cái việc mà lên men, hoặc là các bạn nuôi cái tế bào thì các bạn phải bổ sung axit glutamic vào trong cái môi trường nuôi cấy thì các cái dòng tế bào nó mới có thể phát triển được. Thì trong môi trường thì người ta sẽ sử dụng đường và ion amoni với cái nồng độ cao, các cái khoáng thích hợp và biotin được ha, và nồng độ biotin giới hạn trong điều kiện hiếm khí. Thì cái N-glutamate nó sẽ tạo ra khoảng 100 gram trên lít trong khoảng 2 đến 3 ngày. Nếu mà các bạn cứ nhìn thấy cái gì mà nó tạo ra với lượng khoảng 100 gram trên lít thì các bạn cứ tưởng tượng rằng là gì, là trong cái nồi lên men nó sẽ lắng tạo thành một lớp, thì các bạn mới thấy được cái lượng sản phẩm nó khoảng 100 gram trên lít là khoảng 10% trong đó. Nguồn carbon thì nó có thể sử dụng là gluco được ha, gluco thì từ việc rỉ phân bột bắp, khoai tây hay là sắn, hoặc là nó có thể sử dụng rỉ đường rẻ tiền. Tuy nhiên là gì, tuy nhiên là trong rỉ đường thì cái hàm lượng biotin nó cao, vì vậy người ta phải thêm các cái chất là gì, thêm các cái chất khác vào để giúp gì, để giúp tích tụ cái axit glutamate. Nếu mà người ta sử dụng nguồn nitơ thì nitơ người ta có thể sử dụng khí hay dung dịch amoniac hay là muối amoni, hoặc là gì, hoặc là người ta có thể sử dụng ure. Thì trong cái lên men axit glutamic, các cái nguồn nitơ thì người ta thường sử dụng là cái nguồn nitơ là vô cơ ha. Khoáng thì là người ta sẽ sử dụng là kali, phosphat, muối sắt hay là mangan, thì nó cũng đóng vai trò quan trọng. Thì người ta sẽ luôn giữ cái pH của môi trường lên men là 7 đến 8 bằng cách người ta sử dụng khí hay ta sử dụng nhụy amoniac hay là các ion amonium thì nó được thêm vào, và là các cái này thêm vào thì nó cũng là cái nguồn cung cấp gì, nguồn cung cấp sinitơ, nó vừa ổn định pH và nó vừa cung cấp sinitơ ở trong đó. Thì là đối với lại axit glutamic thì biotin nó đóng vai trò là yếu tố tăng trưởng. Thì nó đóng vai trò là yếu tố tăng trưởng cho cái việc mà sản xuất ra glutamate. Thì các cái chủng đột biến của Corynebacterium Anca noniticum thì nó cần glycerol để cảm ứng được ha, sản xuất axit glutamic mà không cần gì, không cần thêm penicillin vào trong đó và cũng không cần ảnh hưởng bởi biotin. Nó bị giới hạn bởi nồng độ, tuy nhiên nó bị giới hạn bởi nồng độ biotin. Khi mà thêm penicillin hay các chất tẩy rửa thì hoặc là các cái chất cảm ứng chủng đột biến thì nó cần glycerol thay cho các cái điều kiện mà lên men bề mặt được ha, để tránh cái tế bào nó bị tổn thương, để cho cái tế bào nó bị tổn thương và dẫn đến sự rò rỉ glutamate ra ngoài. Thì lúc này là gì, trong cuối cái giai đoạn lên men thì người ta sẽ thêm penicillin vào trong đó để làm gì, để cho cái gì, để cho cái tế bào nó bị tổn thương, thì lúc đó chúng ta sẽ thu được cái axit glutamate nó cái axit glutamic nó đi ra ngoài. Cái năng suất mà tiêu thụ của axit glutamic, của sodium N-glutamate thì nó khoảng 1 triệu tấn một năm. Thì glutamate này nó sẽ sử dụng được nhiều ở trong công nghệ thực phẩm, este của nó dùng làm xà phòng được ha, hoặc là gì, hoặc là các cái polymer thì nó có thể sử dụng để làm da nhân tạo. Thì cái đó là của axit glutamic. Như vậy lưu ý rằng là cái biotin thì nó giúp điều hòa cái sự phát triển của vi sinh vật. Thì một số cái quy trình thì người ta đã gì, người ta đã đi đột biến cái chủng nó để nó gì, nó cần glycerol để được cảm ứng và gì, và cái cuối cùng thì là thông thường là gì, là cuối quá trình lên men thì người ta có thể thêm penicillin vào để người ta giúp gì, giúp tiếp cái axit glutamic ra ngoài môi trường như thế. Cái axit amin tiếp theo là N-lysine. N-lysine thì là gì, là được sản xuất bởi cái chủng mà đột biến từ cái việc mà sản xuất N-glutamate, từ sản xuất glutamate hàng dài là Corynebacterium glutamicum được ha, hay là nhờ chúng ta có là Brevibacterium lacto lacto fermentum được ha. Thì nó ở trong môi trường có nồng độ đường ion amoni cao, pH trung tính, và trong điều kiện hiếm khí thì nó sẽ giúp sản xuất N-lysine. Các cái bước đầu thì nó sẽ hình thành là phosphor aspartat, từ aspartat thì quá trình này được xúc tác bởi cái enzyme gọi là aspartat kinase. Thì enzyme này rất là nhạy cảm và nó bị ức chế ngược bởi N-lysine hay N-theanine. Có nghĩa là gì, có nghĩa là cái enzyme mà aspartat kinase này, nếu mà cái enzyme mà nó tạo ra thì nó sẽ ức chế ngược lại cái enzyme này được ha.
Như vậy là gì, nó sẽ cần các cái chủng mà gì, cái sự đột biến của lysine thì nó sẽ làm tăng cái lượng lysine mà tạo ra, bởi vì các cái hydro dibicolinate sinta này ở trong vi khuẩn đột biến nó sẽ gì, nó sẽ giải phóng và nó ức chế cái tình trạng mà gì, nó sẽ giải phóng vào cái tình trạng mà bị chế bởi bởi lysine. Như vậy để sản xuất lysine thì người ta sẽ sử dụng các cái chủng là gì, các cái chủng đột biến mà cần cần lysine ha, để giải quyết cái tình trạng mà bị ức chế bởi bởi lysine. Rồi, cái axit amin tiếp theo là axit amin là N-aspartat axit. N-aspartat axit thì là cái phương pháp dùng enzyme một giai đoạn, thì nó từ fumarate và cái từ cái ammonia. Phương pháp hai giai đoạn thì từ mannate nó sẽ chuyển qua trung gian là fumarate, rồi xong rồi từ fumarate thì nó sẽ chuyển thành nó chuyển thành N-aspartat bởi enzyme là gì, aspartat từ mannate, và từ mannate chuyển sang fumarate bởi cái enzyme là mannate isomerase. Nói chung là gì, quy trình này của các bạn để sản xuất N-aspartic thì nó gồm có hai bước, hoặc là chúng ta có thể đi trực tiếp từ fumarate, hoặc là chúng ta có thể đi hai bước từ mannate chúng ta chuyển thành fumarate, rồi sau đó chúng ta mới chuyển thành N-aspartat. Nếu từ fumarate thì chúng ta cần một enzyme aspartat thôi, nếu mà từ mannate thì chúng ta cần hai enzyme. Rồi, đối với lại N-alanin thì nó được sản xuất từ N-aspartat bằng phương pháp một giai đoạn. Được ha? Nó sử dụng cái enzyme là aspartat beta decarboxylase. Như vậy từ N-aspartat, nếu chúng ta có là gì, chúng ta có aspartat beta decarboxylase thì nó chuyển thành N-alanin. Được ha? Thì cái enzyme mà nó tham gia vào quá trình này là cái pseudomonas Dacunhy, thì nó sẽ được cố định trên carragenase, thì nó cũng là một cái chất mang giống như là anginase. Thì vi khuẩn được cố định nó sẽ nhồi vào cột để cho cái việc sản xuất N-alanin, thì người ta sẽ cho cơ chất vào trong đó là N-aspartat, thì cái vi khuẩn nó sẽ tạo ra enzyme để chuyển thành N-alanin. Cuối cùng là chúng ta sản xuất một số cái vitamin, thì là có một số cái vitamin vitamin thì cũng tương tự như là các cái axit các cái axit amin, thì nó có thể gì, nó có thể là chiết xuất từ động vật, từ thực vật, nó có thể là tổng hợp hay là bán tổng hợp, hoặc nó có thể tổng hợp bằng phương pháp vi sinh, hoặc là kết hợp với lại các phương hóa học. Thì phần lớn các cái vitamin tổng hợp hoặc là bán tổng hợp bằng các phương pháp bằng phương hóa học, tuy nhiên thì cũng có một số cái vitamin nó tổng hợp bằng phương pháp vi sinh vật. Ví dụ như chúng ta có là vitamin B12 hay vitamin B2 hay vitamin C thì nó có thể được tổng hợp bằng phương pháp sinh học ha. À, ví dụ như vitamin D12 thì cái này là tác dụng vitamin B12 thôi, thì trong điều trị bệnh thiếu máu thì vitamin B12 thì nó được tạo ra bởi cái chủng vi khuẩn là Rhombicobacterium simani. Thì các cái bước chủ yếu trong quá trình này thì đầu tiên là nó tạo rhofirin. Sau đó thì gì, nó gắn vào các ribonucleotide vào, và các cái rhofirin này thì nó liên quan chặt chẽ với lại các sản phẩm của chu trình Krebs. Thì ở đây các bạn chỉ cần nhớ cái tên mà của vi sinh vật nó tạo ra vitamin B12 thôi dùm tôi thôi, còn các cái chi tiết khác thì ở dưới thì tôi sẽ không hỏi các bạn trong cái bài thi cũng như là cái bài kiểm tra của các bạn được ha. Như vậy các bạn nhớ là vitamin nào thì nó tạo ra bởi vi sinh vật nào thôi. Như vậy ở đây chỉ cần nhớ B12 được tạo ra bởi Rhombicobacterium somani, đơn giản như vậy thôi. Rồi tiếp theo là riboflavin. Riboflavin là vitamin vitamin B2. Các cái tác dụng của các cái vitamin này thì các bạn biết rồi được ha. Thì riboflavin nó được cấu tạo từ ba cái nhân là isoanoxazin và một cái phân tử là đường đường ribo. Thì riboflavin nó được tạo ra bởi hai cái chủng chính là enmothysium aspa và aspa-gocibi được ha, và nó có khả năng sinh tổng hợp riboflavin cao và chủ yếu dùng ở trong công nghiệp. Tương tự như cái kia thì các bạn cũng chỉ cần nhớ cái chủng vi sinh vật mà nó tạo ra riboflavin thôi. Còn nó sử dụng cái việc nó sử dụng nguồn carbon hay nguồn nitơ gì thì tôi sẽ không hỏi các bạn ha. Được ha các bạn ha. Bởi vì nó có trong cái riboflavin này nó có chứa cái đường ribo,
Cho nên là gì, trong cái quá trình sản xuất thì các bạn phải cung cấp cái chất tăng trưởng của nó cho nó. Ví dụ các bạn phải cung cấp cho nó thiamin hoặc là gì, hoặc là biotin, hoặc là các bạn phải cung cấp các cái tiền chất cho nó, ví dụ như là pyrimidine hay là murine, thì là tiền chất để nó sẽ cung cấp cái đường đường ribo cho cái việc mà tổng hợp riboflavin. Cuối cùng thì chúng ta có vitamin C. Vitamin C thì nó được sử dụng nhiều trong ngành hóa dược hay là hóa học hay là trong công nghệ thực phẩm. Thật ra vitamin C thì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà gì, chống oxy hóa ở trong cơ thể. Thì đối với vitamin C thì vitamin C trước kia thì nó phải trải qua nhiều giai đoạn với nhiều vi sinh vật thì nó mới có thể tổng hợp ra được vitamin C, được ha. Thì hiện nay thì người ta thấy rằng là gì, hiện nay người ta thấy rằng là đối với lại vitamin C thì D-glucose thì người ta sẽ gì, người ta sẽ biến đổi hai keto N-glucolic acid thành ascorbic acid. Như vậy đầu tiên thì người ta sẽ có là gì, D-glucose thì nó sẽ tạo ra, nó sẽ cho ra là N-N-N-sucrose. Sau đó thì gì, thì D-glucose thì nó có thể cho ra là D-D-sorbitol. Thì bằng cái cách này người ta có thể tạo ra vitamin C. Thì người ta có thể sử dụng các cái chủng vi khuẩn như là Acetobacter, hoặc là người ta có thể sử dụng Pseudomonas aeruginosa được ha, là bằng các cái con đường chuyển hóa người ta kết hợp với nhau thì nó có thể tạo ra được vitamin C được ha. Thì cái đó là cái tất cả cái nội dung mà liên quan đến các bài của các bạn. Đối với lại cái phần kháng sinh thì là tôi sẽ hỏi các bạn liên quan đến các cái chủng vi sinh vật và tạo ra kháng sinh, một số cái yếu tố liên quan đến cái môi trường mà lên men để tạo ra cái kháng sinh đó được ha, các bạn một số cái sản phẩm cụ thể của cái việc mà tạo ra kháng sinh. Còn đối với lại các cái sản phẩm là các cái axit, là các cái axit hữu cơ của các bạn ha, hay là các axit amin hay là các vitamin, thì là tôi chỉ hỏi các bạn là các cái axit amin và các vitamin được tạo ra bởi các cái vi sinh vật nào thôi, lưu ý giùm tôi. Thì cái đó là cái nội dung của bài này. Tuần sau chúng ta nghỉ ha các bạn ha, tuần sau nữa thì chúng ta sẽ có một cái bài kiểm